Chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị. Lễ đầu tiên cô ấy xin được kính chúc tất cả các cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và bình an trong cuộc sống ạ. Buổi trưa ngày hôm nay cô ấy xin được tiếp tục lên trò chuyện cập nhật những thông tin, những câu chuyện xoay quanh gia đình Sân Đọt Chuối cũng như Út Cường cùng chia sẻ gửi tới tất cả các cô chú anh chị. Rất mong các cô chú anh chị yêu thương cho cô ấy xin một ngón tay like thật đẹp và để lại thật nhiều những cái bình luận tương tác trong video. Giúp cái buổi livestream của cô nó sôi động hơn cũng như là được YouTube đánh giá tốt cái livestream này của cô và đề xuất thông báo cho nhiều các cô chú anh chị khác vào xem ủng hộ cô nha. Cô xin cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Ngày hôm nay thì cũng không có nhiều cái thông tin gì mới hết. Ngày hôm nay cô thấy đa phần cả nhà mình đang kêu gọi cái view cái bài Ăn cho em mùa xuân để sớm đạt triệu view. Để lúc đó cả nhà mình toàn tâm toàn ý khi cái bài hát cung đàn thương nhớ của Út Cường được đăng lên và lúc đó nhà mình sẽ đẩy view cho bài hát cung đàn thương nhớ lọt vào top trending và được đề xuất từ YouTube vì đây cũng là cái bài hát mà nó theo một cái phong cách nhạc mà cũng có thể gọi là nhạc trẻ đúng không ạ? Đầu tiên mà Út Cường từ khi rời khỏi bên phía công ty cũ của cố ca sĩ thể hiện. Đó. Còn trước giờ Út Cường đa phần là bài Cõng Mẹ cũng như là Người ơi đừng bỏ quê thì nó cũng mang theo hương cái âm hưởng dân gian đúng không ạ? Nó dân ca. Đó. Còn đây mới là cái bài hát mà có lẽ đầu tiên là nó mang theo một cái phong cách nghiêng về nhạc trẻ của Út Cường đó. Thì ngày hôm nay các cô chú anh chị ơi mà không biết hôm nay có khi nào mà hy vọng được không, nhưng mà quậy nghĩ chắc khó vì quậy cũng được hai lần rồi, hai lần được trong cái livestream của mình được chờ đón cái video của Út Cường đạt triệu view, nhưng mà do cái một ngày quậy để ý thì mới thấy nó được có 6-7 ngàn view thôi, cho nên rằng hiện tại giờ chỉ còn có 6.600 view nữa thôi, 6.600 view nữa thôi, nhưng mà có lẽ trong cái buổi livestream này quậy có ngồi cùng với các cô chú anh chị cố gắng và chờ thì chắc có lẽ cũng không đạt được triệu view trong ngày hôm nay, buổi trưa nay. Vì quậy thấy một ngày thì mới được có khoảng 6-7 ngàn view. Ngày hôm qua là hình như là 87. 87 ngàn thì hôm nay là có 93. Thì nó khoảng có 6.000 view nguyên một ngày trời á. Cho nên rằng là dù rất là muốn cùng với các cô chú anh chị vừa livestream vừa chờ đón đạt triệu view để chúc mừng luôn, nhưng mà có lẽ lần này chắc không kịp rồi. Cái này chắc có lẽ các anh em nào live buổi tối á. Có lẽ may ra các em nào live buổi tối thì chắc kịp, chứ còn quậy thì chắc buổi trưa nay chắc khó. Thì còn có 6.600 view nữa thôi các cô chú anh chị. Thì rất hy vọng là các cô chú anh chị cày view thật nhiều. Và với cái đà này thì ít nhất là cũng ngày mai là cũng triệu view rồi. Ngày mai thì cũng vẫn còn kịp trước khi mà bài hát Cung đàn thương nhớ được phát hành. Dạ vâng, cô ấy xin được gửi lời chào tất cả các cô chú anh chị ạ. Chào anh Lộc Võ, cảm ơn anh Lộc Võ ngày hôm nay vào nhà cô ấy đầu tiên. Chào cô Quý Lý ạ. Chào cô Quê Tôi Miền Tây. Chào cô Hiền Vũ ạ. Chào cô Ngọc Thủy Trần. Dạ alo ạ. Dạ. Dạ chưa có. Dạ. Dạ vâng, rồi tí nữa cháu gọi lại cháu xin thông tin địa chỉ nha. Dạ tại giờ cháu đang live stream, mọi người đang live. Dạ. Để cô đọc đi hả? Hai lần.
Dạ. Quận huyện xã gì luôn giúp cháu nhá. Đọc đủ cả quận huyện xã giúp cháu luôn ạ. Phường Tây Lộc, phường rồi nó cái Ngô Thế Lân là gì ạ? Cái tên đường hay là cái con đường? Vì phường thì nó có quận, một cái phường thì nó có cả xã cả huyện gì ở trong đó nữa. Phường phường Tân Lộc, Tây Lộc, thành phố Huế. Dạ thì thành phố Huế. Vâng. Vâng. Dạ vâng. Rồi có gì là cháu gọi lại cháu hỏi sau, tại cháu đang livestream mọi người đang chờ cháu. Dạ. Dạ không ạ. Dạ vâng. Dạ còn không biết chừng nào. Dạ cháu cảm ơn cô. Dạ vâng ạ. Dạ cháu cảm ơn cô. Xin lỗi các cô chú anh chị, các cô mua hàng mà gọi nói tí quậy gọi lại, nhưng mà cô nói đọc luôn. Thì còn có khoảng 6.600 view nữa thôi là sẽ đạt, nhưng mà cũng khó kêu gọi trong buổi trưa ngày hôm nay, vì một ngày cũng thấy có 5-6.000 lượt xem mà cái số lượng tăng view rất là chậm. Dạ, cuội chào, tiếp tục chào các cô chú anh chị ạ. Chào cô Hường Nguyễn, chào cô Ngọc Thụy Trần, chào chị Ri Nguyễn ạ, chào cô Khánh Ngọc. Dạ, cuội chào cô Nguyễn Lợi, chào cô. Giáo Hằng Lê Lai Smon, chào cô Lan Nguyễn, chào cô Hạnh Võ, chào cô Nga Trương, chào cô Hoa Thị, chào cô Thị Dung Kim ạ. Chào cô Võ Khách, chào cô Hà Nguyễn, chào cô Tài Tài. Dạ cuội chào cô Dung Tóc Bạc, chào cô Annie Lâu Việt, chào cô Huệ Lương ạ. Cảm ơn cô cho cuội ngón tay đẹp. Chào cô Bồng Bế, chào cô Thêm Bùi ạ, chào cô Thị Minh Vũ, chào cô Hào Nguyễn. Dạ cuội chào cô Ma Póc Campuchia, chào cô Béo Sơn. Hôm nay mới thấy cái nick đầu tiên cô Béo Sơn. Chào cô VB Nhân ạ. Chị Lan Mã, mấy hôm nay em ốm nên trốn học. Trời ơi, hôm nay khỏe lại chưa ạ? Chào cô Vi Tưởng, chào cô Thị Vân Trần ạ. Chào cô Đăng Khoa Lê, chào cô Thanh Lưu, chào chị Kim Ba, chào cô Sen Nguyễn, chào cô Kiến Dũng Trang ạ, chào cô Nhung Bùi, chào cô Thanh Đoàn. Dạ cô ấy, chào cô Điện Tiên ạ, chào cô Hồng Bích Đỗ, chào cô Yến Nhi Đỗ, chào cô Yến Nguyễn, chào cô Thị Nga Nguyễn, chào cô Khoa Vương, chào các cô chú anh chị. Thì hôm nay ạ, ngày tối hôm qua, chiều tối hôm qua cô ấy cũng có nhận được cái vui vui mà hôm trước, có lẽ các cô chú anh chị cũng thắc mắc là sao mà nó mua dùng nhiều số thế mà chẳng thấy nó trúng cho ai. Thì hôm qua bên chỗ huyện đoàn Gò Công cũng nhắn tin cho cô ấy thông báo là những cái số mà hôm đó cô ấy mua dùng cho các cô chú anh chị thì được ba, được trúng ba ba giải ạ. Thì ngày hôm qua bên phía huyện đoàn có liên lạc cho quậy để quậy nhận giải dùm cho các cô, thì cũng rất là vui được các cô chú anh chị. Hôm đó tại vì là quậy nhờ cái chị ở kế bên cái sân vận động đó mua dùm số thì tới đó mua, thì cũng hỏi là tên gì thì quậy cũng nói tên của mình ra, rồi cũng nói rằng là
ghi chung vì mọi người mua tập thể như vậy, mua nhiều quá như vậy thì cứ nói FC Hồ Văn Cường để vừa lan tỏa mà cũng vừa có cái của đại gia đình mình nữa. Thì lúc mà người ta đọc dò mã số đó thì toàn nói rằng là FC Hồ Văn Cường, một người của FC Hồ Văn Cường, một người của FC Hồ Văn Cường không à. Nên lúc đó quậy cũng không có dò kịp. Mà cái hôm đó đi tới show thì đoàn Đồng Nai đi qua bên chỗ cái cồn đảo nó chơi, xong rồi đi về thì nó lại bị kẹt cái phà nên tới trễ hơn một chút. Rồi quậy tới thì cũng không có kịp phát quậy tới thì cũng không kịp phát hết được những cái số này cho các cô chú anh chị. Tới lúc quậy tới thì không thấy các cô ở đâu, xong rồi tới lúc các cô tới đi tìm quậy thì quậy lúc đó đang rất là bận livestream nên cũng đứng ở xa xa, các cô cũng không tìm thấy quậy ở đâu luôn. Rồi cái số này quậy giữ rất là nhiều, chỉ có một số cô tới rồi quậy đưa cho tự do thôi. Thì dù là quậy không có đưa cái số này nhưng mà trước đó thì quậy đã chụp cái số thứ tự từ số bao nhiêu tới số bao nhiêu để gửi cho từng các cô chú anh chị. Rồi quậy đã gửi trong Zalo rồi Facebook cho từng các cô chú anh chị những cái con số của mình là từ cái đoạn nào, từ số nào tới số nào thì quậy đều có gửi Zalo cho từng người rồi. Cho nên rằng là dù không có cái giấy này nhưng mà vẫn dò được. Còn cái giấy này thì quậy giữ nguyên một xấp rất là nhiều như thế này. Và ngày hôm qua thì bên phía huyện đoàn có nhắn tin là chúc mừng, là hôm đó sao không thấy lên lãnh thưởng gì hết, và cứ tưởng là quậy không có đi. Rồi về sau mới biết ra là thì ra là cái anh YouTube đó thì công bố là quậy mua trong số 15 triệu mấy trăm nghìn đó là có ba số trúng thưởng ạ. Được ba số trúng thưởng thì hôm đó có chị Thúy Hà đi đó thì một người bạn của chị Thúy Hà dò dùm cho thì được cái giải khuyến khích, và lúc đó cũng không có ai lên nhận hết mà thấy có cái số đó lên cũng đọc tên là FC Săn Đọt Chuối lên cũng không có nói tên của ai nên không ai biết hết. Và người bạn của chị Thúy Hà thì tới chỗ ban tổ chức với nhờ người ta tra dùm cái số thì là đúng. Và lúc đó thì bên phía ban tổ chức có trao ngay hôm đó cho chị Thúy Hà là cái giải khuyến khích mã số B19791 đó. Rồi còn hai giải nữa, còn hai giải nữa thì là cái giải ba, một giải ba là B20185 và một cái giải khuyến khích nữa là B20233. Thì ngày hôm nay họ có gửi về những cái mã số trúng thưởng mà trong số những cái số mà quậy mua thì họ đều có lưu tên và số điện thoại nên họ nhắn tin và báo cho quậy. Thì cái giải của chị Thúy Hà nhận hôm đó rồi. Còn giải khuyến khích B20233 và cái giải 3 B20185 thì là họ sẽ gửi cho quậy, họ xin số địa chỉ rồi thông tin địa chỉ và gửi cho quậy. Thì đây là những cái số mà quậy mua dùm cho các cô chú anh chị thôi. Thì cái số mà B20185 và B20233 đó thì là của cái chị mà giấu tên mua 400 số đó thì là trúng. Còn các cô còn lại thì không có trúng. Thì ở đây là hai cái số giải 3 và giải khuyến khích còn lại là đều nằm trong cái số của chị giấu tên mà mua 400 số để trao cho mọi người đó. Thì quậy sẽ nhận dùm cho chị và lúc đó quậy sẽ hỏi ý kiến chị là muốn tặng cho ai hay như thế nào đó thì tùy chị thôi. Thì cái giải 3 nó cũng có một cái gói làm răng hình như 3 triệu thì phải, với một cái ba lô với một cái thùng sữa thì phải. Còn giải khuyến khích thì có mũ bảo hiểm với hình như là có gói làm răng 2 triệu với cái gì đó.
Vì nên các cô chú anh chị yên tâm là khi mà mua số thì hôm trước các cô mua thì có số nào thì trúng hay không trúng thì người ta đều có liên lạc hết, không có bị sót đi đâu hết. Và ngày hôm nay cô ấy xin được cập nhật và để chia sẻ để các cô chú anh chị thấy nó minh bạch rõ ràng, nó không có mập mờ gì hết. Giống như là đó. Giống như cái số của cái chị mà giấu tên này là mua 400 số đó. Thì ở đây cái hôm đó quậy cũng có chụp và gửi cái mã số cho chị ấy, từ số nào tới số nào đều có gửi hết này đó. Khi mà quậy mua thì quậy sẽ gửi từ số nào tới số nào đó. Giống như đây là 400, là 4 triệu của chị này, 400 số là từ số 20065 đến 20444, và có 20 cái số lẻ khác là 20485 đến 20504. Thì vừa rồi cái dạy giải nhất, giải 3 và cái giải khuyến khích thì đều nằm trong cái dãy số từ 20065 của chị tới 20444. Cho nên rằng là cái chị mà mua 400 số đó thì là được hai giải, và thêm một chị nữa là chị Thúy Hà được một giải. Là hôm đó các cô chú chị nghe tên một người trong FC Săn Đọt Chuối đọc 2 3 lần đúng không ạ? Hình như đọc 3 lần đó. Thì nhưng mà không có ai lên lãn hết. Thì đó là những số mà quậy mua dùm, tại vì họ không có đọc tên của mình ra nên cũng không có biết. Vâng, thì hôm nay quậy xin được công bố cái giải thưởng để các cô chú anh chị thấy nó minh bạch và rõ ràng. Rồi nhắc tới giải thưởng thì tiếp tục. Cái gói làm răng của chị Thúy Hà hôm bữa được cái giải khuyến khích đó, thì nó có cái gói được cái phiếu đi làm răng 2 triệu này. Thì chị Thúy Hà nói là tặng cho cô chú anh chị nào ở Gò Công đó, có nhu cầu làm răng thì nhận cái phiếu này để đi làm răng cho đỡ tốn tiền, được cái gói 2 triệu. Thì tới lúc này vẫn chưa có cô chú anh chị nào nhận. Thì các cô chú chị ở Tiền Giang, anh có cô chú chị nào mà có nhu cầu đi làm răng, cứ liên hệ với quậy để nhận cái phiếu, cái mã này đi làm răng được đỡ tốn 2 triệu nha. Đó. Thì các cô chú chị cũng rất là vui khi mà quậy mua số dùm cho các cô chú chị thì cũng được trúng 2 giải khuyến khích với 1 giải 3, cũng rất là vui. Và các cô chú chị thấy cái giải đặc biệt và giải nhất thì toàn các bé học sinh ở ở địa bàn may mắn nhận được, và gia đình Sân Đọt Chuối nhà mình thì cũng có một số cô chú chị nhận được cái giải này giải kia. Thì đó là ngày hôm nay cô có nhận được cái thông báo để cho xin cái thông tin địa chỉ để nhận quà dùm cho các cô đó. Thì hôm trước cũng có một số cô chú chị nhờ quậy mua mà không có trúng, chỉ có 3 số được trúng như vậy thôi. Nên là tất cả và minh bạch và rõ ràng ạ. Cô chào cô Khánh Lê, chào cô Văn Thái Nguyễn, chào cô Thảo Trần Văn ạ, chào.
Cô Thị Hướng Trần ạ. Chào cô Linh Phạm, chào cô Hoàng Minh, chào cô Ngọc Lê, chào cô Tiến Trần ạ, chào cô Dũng Trần, chào cô Công Trần Văn. Chào. Thì cũng liên quan tới Gò Công Tây thì tự nhiên lại nhớ tới ngày hôm trước. Ngày hôm trước có một anh, thì hôm đó anh ấy cũng hay vào trong kênh YouTube của quậy, thì quậy cũng biết và cũng giống như là thấy ở trong Facebook, trên trang Facebook Gia Đình Xanh Đọt Chuối nhà mình đó, thì quậy thấy hôm đó anh ấy có một cái bài viết chia sẻ về kêu gọi nước nước uống cho nước nước sạch nước ngọt đó, cho người Tiền Giang gì đó, vì giống như là giống như là tỉnh Tiền Giang nơi đó nó bị nhiễm mặn, nhiễm phèn gì đó. Thì thực sự rằng là hôm bữa gọi thấy có chia sẻ trong Hồ Văn Cường Phan Lúc, thì sau đó gọi thấy cũng gỡ bài. Thì đây cũng là một cái điều mà cũng muốn được chia sẻ một chút với các cô chú anh chị, rằng là trong Gia Đình Xanh Đọt Chuối nhà mình, đúng không ạ? Thực sự rằng là cuộc sống ở những nơi, những địa phương, những nơi này nơi kia thì rất rất là nhiều những cái hoàn cảnh hoặc là những cái cần sự trợ giúp. Nhưng đặc biệt ở trong Gia Đình Xanh Đọt Chuối nhà mình thì từ trước đến giờ là không có lên tiếng kêu gọi, cũng như là có những cái kêu gọi để từ thiện thiện nguyện ở trong group FC. Thực sự là nó rất là khó. Thì hôm đó quậy thấy anh ấy cũng có đăng, thì quậy cũng thấy mọi người cũng phản ứng, có người phản ứng cũng rất là mạnh, nhưng mà quậy có thấy anh ấy đăng rồi quậy cũng có nhắn tin, thấy cái Facebook đó rồi nhắn tin và cũng có chia sẻ một chút với anh ấy rằng là trước giờ FC nhà mình cũng chưa bao giờ mà kêu gọi hay là gì ở trong group như vậy, liên quan tới thiện nguyện, từ thiện ở trong group như vậy, vì nó có nhiều cái vấn đề nó liên quan. Thì quậy cũng chia sẻ và giải thích một chút, thì anh ấy cũng nói rằng là tại vì thương bà con quá, thấy nước mặn nước ngập rồi nó không có nước để sinh hoạt, để dùng này kia, thấy tội quá nên cũng đăng đại như vậy thôi, chứ cũng không biết là nó có nhiều cái phức tạp gì gì. Thì anh ấy cũng gỡ bài rồi, anh ấy cũng nói bỏ tí nữa anh cũng gỡ bài, thì có thể anh ấy cũng gỡ bài rồi, thì cũng liên quan tới Tiền Giang luôn. Thì thực sự rằng là cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn, cũng như là những địa phương gặp rất nhiều những khó khăn, đúng không ạ? Bến Tre, Tiền Giang nước mặn nhưng nhà máy nước có nước ngọt đủ xài, không thiếu đâu chú Quậy. Cái anh đó thì anh ấy đăng ở trong Hồ Văn Cường Phan Lúc đó, thì anh ấy cũng xóa rồi, xóa bài, gỡ bài rồi. Thì Quậy cũng nói rằng là dù thương hay gì nhưng mà cũng rất là phức tạp, cũng không thể mọi từ trước đến giờ trong Gia Đình Xanh Đọt Chuối cũng không có đăng những cái bài đó được, là vì có nhiều cái điều phức tạp. Giả sử như Quậy nói nghĩ ra là giả sử như mà làm thì nó tốt, đúng không ạ? Làm những việc thiện việc tốt thì nó tốt đó, nhưng mà nó liên quan tới FC của Út Cường á, nó sẽ bị người ta soi rất là nhiều. Nó bị người ta sẽ soi rất là nhiều. Ví dụ như là hôm nay có một người mà đăng ở trong group FC và kêu gọi giúp đỡ cho một cái sự việc. Ví dụ như là giúp đỡ cho tỉnh Tiền Giang giống như anh ấy đăng đó. Thì Gia Đình Xanh Đọt Chuối mình giúp đỡ, đúng không ạ? Giả sử của đang nói giả sử như vậy. Rồi tới ngày hôm sau, rồi một cô chú anh chị khác ở ngoài vùng cao nào đó đi, đó, rồi cũng đăng
một bài rồi cũng đăng một bài giúp đỡ cho đồng bào vùng cao đó. Rồi một ngày khác, một cô chú anh chị nào khác ở miền Trung cũng đăng bài và kêu gọi giúp đỡ cho miền Trung nhiều khi lũ lụt gì đó, cô đang là ví dụ. Thì giả sử như mà đăng và duyệt bài để các cô chú anh chị giúp đỡ cho Tiền Giang giống như cái bài đó là nước mặn nước ngọt nè đi, thì tới một ngày nào đó miền Trung kêu gọi mà lại không thấy mọi người giúp đỡ đó, giả sử cô đang là giả sử, hoặc là vùng cao kêu gọi mà không thấy giúp đỡ được bao nhiêu, giả sử như Tiền Giang kêu gọi cái mua nước mặn đó là giúp đỡ được, cô đang ví dụ đi 100 triệu đi, xong rồi tới miền Trung thì lại được có 10 triệu hay 5 triệu, rồi tới vùng cao được có 1 triệu hay 2 triệu hoặc là không có, cô đang ví dụ. Thì chắc chắn những người ở miền Trung rồi những người ở vùng cao người ta sẽ rất là buồn và nhiều khi cảm giác như tại sao lại Tiền Giang quê hương Út Cường thì lại giúp còn những nơi khác thì không, tự nhiên nó đặt ra cái câu hỏi rồi nó tạo ra một cái sự đố kỵ, rồi thậm chí là nó mang cái mức là tẩy chay đúng không ạ? Cho nên rằng là cô đang chỉ ví dụ một chút, nó có nhiều cái điều mà nó ảnh hưởng rất rất là nhiều. Ồ, liên quan tới săn đọt chuối là người ta sẽ nghĩ tới những cái điều nó soi những anti fan rồi những người khác người ta soi vì đây nó liên quan tới Út Cường nữa, chứ nó không phải là chỉ có gia đình săn đọt chuối không đó, vì nó có liên quan tới Út Cường nữa. Nên thực sự rằng là trước đến giờ gia đình săn đọt chuối nhà mình không có bất cứ một cái bài đăng nào kêu gọi ở trong FC là như vậy. Và ngay cả đợt vừa rồi ở huyện Gò Công Tây mà cũng không có ai dám đăng gọi là kêu gọi, mà mọi người toàn là tự tự nguyện tự túc tự giác không đúng không ạ? Đó. Toàn tự nguyện tự túc tự giác không, nên cái việc mà đăng để kêu gọi này kia thì nó khá là phức tạp liên quan tới nhiều thứ. Cho nên rằng là cậu thấy anh ấy cũng gỡ bài rồi, và đây cũng là cái điều mà để cả nhà mình cùng hiểu rằng tại sao trong gia đình sân đọt chuối nhà mình không có bất cứ một cái bài đăng kêu gọi nào ở trong đó tới lúc này là vậy. Cho nên rằng là quậy thấy ở nhiều nhóm FFC rồi nhiều nhóm của các anh chị tạo cá nhân riêng ra đó, trước đây cũng rất là nhiều lần đăng lên nói rằng là ở đây chỉ là lan tỏa Út Cường, những bài viết liên quan tới kêu gọi từ thiện tiền bạc thiện nguyện này kia chúng tôi không duyệt bài đó là như vậy. Trước giờ cậu thấy cũng không ai dám duyệt cho những cái bài kêu gọi vào trong gia đình sân đọt chuối nhà mình, nên liên quan tới tiền bạc thiện nguyện từ thiện thì nó đang khá là có nhiều cái mà cũng cần thêm thời gian, và chắc chắn rằng là phải có tổ chức, phải có ban tổ chức này kia thì mới được, chứ còn cá nhân thì quậy nghĩ rất là khó là như vậy. Cá nhân rất là khó vì người này được thì người kia sẽ được, người kia sẽ được và người khác sẽ được, rồi không kiểm soát được rồi. Tại vì nếu như nó không có liên quan tới Út Cường thì mọi người muốn làm gì thì làm cũng được đúng không ạ? Nên đây cũng là một cái điều cả nhà mình rút ra một cái chia sẻ, rút kinh nghiệm thôi. Tại vì cũng rất là nhiều cô, cũng rất là nhiều cô gọi điện rồi chia sẻ hoàn cảnh ở xung quanh mình, ở bên cạnh nhà tôi hoặc là ở cách đó có cái hoàn cảnh này nó hơi khó khăn rồi rất là khổ này kia, rồi chú quậy có thể tới rồi rồi quay chia sẻ kêu gọi giúp được không đó, thì quậy trả lời là không luôn. Và liên quan tới FC là quậy không bao giờ kêu gọi được ở trong FC, còn thà là mình
kêu gọi ở những trang khác hoặc là quý mạnh thường quân ở những nơi trang khác. Đó. Còn giống như trong gia đình sinh hoạt Chúa, các cô chú chị có theo dõi và biết rồi hưởng ứng hay gì đó thì là tùy thôi. Chứ còn riêng mà ở trong FC nhà mình rồi thì cái việc đó nó hết sức là nhạy cảm hiện tới lúc này, là vì có những kẻ xấu và những người lợi dụng nó sẽ trà trộn đó. Chứ còn chắc chắn rằng những cái việc lành, việc thiện thì cần nên làm, nhưng mà do nó có liên quan, nó sẽ ảnh hưởng tới Út Cường, là vì giữa Săn Đột Chuối với Út Cường là một, cho nên rằng là riêng những cái việc thiện nguyện và tiền bạc từ thiện thì độc lập ở ngoài thì nó dễ hơn ở trong Săn Đột Chuối, đúng không ạ? Chào cô Khoa Vương ạ. Chào cô Linh Phạm. Xong bài này mình sẽ cài MV Người ơi đừng bỏ quê cho đạt 4 triệu view. Dạ không cô Út Trần. Xong bài này là chuẩn bị tới bài Cung Đàn Thương Nhớ rồi ạ. Phải tập trung vào Cung Đàn Thương Nhớ thật mạnh mẽ, thật nhiều để Cung Đàn Thương Nhớ lọt top ạ. Cô Út Trần kêu gọi cài Người ơi đừng bỏ quê. Lúc này chưa đúng đâu ạ, tại vì chuẩn bị Út Cường đăng cái bài Cung Đàn Thương Nhớ rồi. Sau Cung Đàn Thương Nhớ thì mình lại cài Người ơi đừng bỏ quê thì nó hợp hơn. Còn giờ này mình mà đi cài Người ơi đừng bỏ quê rồi, cái bài Cung Đàn Thương Nhớ là nó không có được đề xuất. Chào cô Minh Trinh ạ. Cảm ơn em Cường, từ cái duyên em Cường kết nối mà mình được biết nhiều người cũng đem lại niềm vui cho mình mà. Dạ, cô chào bà Thủy. À, tự nhiên bà Thủy có cái nick là bà Thủy. Mai đặt tên bà Thủy Vlog. Giống bà Tân Vlog cho vui ạ. Chào bà Thủy Vlog. Cho ngày mai thành bà Tân Vlog cho vui. Chào cô Hồng Cao ạ. Một người đăng được thì sẽ có nhiều người, nên phải tuyệt đối từ khi chương trình gì có bé Cường tham dự cả nhà ủng hộ. Wow. Chào cô Thảo Lê. Vừa có chị xin cái phiếu làm răng rồi. Dạ ok. Cái chị mà mua dùm vé cho cô, chị ấy xin cái phiếu làm răng của chị Thí Hà rồi. Dạ. Để cô ấy tặng cho chị ấy luôn. Vậy là có người nhận cái phiếu làm răng rồi nha các cô chú anh chị. Vậy là cái phiếu làm răng của chị Thí Hà tặng thì có chị mà mua vé dùm mới nhắn tin xin luôn rồi. Dạ, cảm ơn. Có fan lúc Hồ Văn Cường giả chuyên tuyển người để lường gạt. Thực sự là sẽ có nhiều cái trang giả nó còn sẽ còn lợi dụng để mà nó kêu gọi này kia, đến các cô chú anh chị hết sức cẩn thận và đề phòng. Mình phải cứ chia sẻ trước đi cho nó chắc ăn. Mình chia sẻ trước để cho nó khỏi có lợi dụng được.
Thì lúc mà Quệ nhắn tin anh ấy cũng nói rằng là cảm ơn nhiều đã gỡ bài rồi. Đây cũng là bài học. Nói thật lúc chưa đi Gò Công thấy dân khổ quá. Thì đó là anh ấy nói anh đi Gò Công thấy dân khổ quá nên anh ấy đăng chia sẻ vậy thôi. Còn anh ấy cũng nói rằng là đã gỡ bài rồi, đây cũng là bài học. Đó. Thì cũng chỉ vì thương anh ấy thương người. Thì nhưng mà thực sự liên quan tới FC thì cả nhà mình thấy nó cũng rất là cẩn thận, cẩn trọng mấy cái vấn đề liên quan tới kêu gọi là như vậy. Chị ơi, 2 ngày nay nhà mình vào lại lên bị trừ view hu hu. Chào cô Khoa Vương, bây giờ thật giả lẫn lộn. Chào cô Huệ Vũ ạ. Nhắc tới lừa đảo thì ngay cả những người nghệ sĩ, ngay cả những người nghệ sĩ thì họ cũng rất là, phải nói rằng là rất là rành về truyền thông cũng như là cũng trải sự đời cũng khá nhiều nhưng mà cũng vẫn bị lừa lắm các cô chú anh chị. Thì mới đây nhất quậy thấy là bên phía chỗ ca sĩ hình như là Lương Gia Huy gì đó, Lương Chánh Huy thì phải, rồi với một ca sĩ là Lâm Chánh Huy với Lương Gia Huy là tố cáo nhau gì đó, tình anh em gì đó mà không có giúp đỡ nhau. Thì quậy mới tò mò quậy đọc thì giống như ca sĩ Lương Chánh Huy hay là Lương Gia Huy quậy quên mất là học trò của bác Ba đó. Thì thấy đâu đang là bán cái máy nước ion kiềm gì đó của Nhật Bản đó. Thì giống như là cũng mới chia sẻ với báo chí này kia là bị người ta lừa 400 mấy chục triệu gì đó, nhưng mà do cái lúc đó đang là có một người gọi điện thoại xong rồi do bận việc quá nên đưa cho người trợ lý xử lý, rồi người trợ lý cầm điện thoại rồi cứ làm theo những cái yêu cầu của cái cuộc điện thoại đó, nào là cung cấp giấy tờ rồi mã OBT này kia vân vân thì bị trừ tiền, trừ lần đầu 200, xong trừ lần thứ hai 200 nữa, rồi lúc đó mới phát hiện ra mới khóa tài khoản. Thì lại vẫn chưa hết, lại còn bị lừa nữa, biết rồi khóa tài khoản rồi nhưng mà vì là nó lại gọi điện nữa, nó báo rằng là chuyển thêm 50 triệu nữa để hợp thức hóa cái số tiền vừa rồi là giống như là 400 triệu đó để được nhận cái gói ưu đãi gì đó, thì lại chuyển tiếp 50 triệu nữa. Thì lúc đó chuyển tiếp 50 triệu rồi mới phát hiện ra là bị lừa. Nên thực sự rằng bây giờ thật giả lẫn lộn và nó rất là nhiều cái chiêu trò để lừa đảo, nên các cô chú anh chị và tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ để cùng nhau cảnh giác. Nói chính xác không kêu gọi tốt hơn, mình tự nguyện đóng góp là hay nhất. Chào cô Nguyễn Lê Vĩnh Long ạ. Chào cô Hồ Vân ạ. Dạ, quậy chào cô gái tôi. Sáng giờ view chậm quá chứ không thì cả nhà lại đón tin vui tại nhà chú Quậy như mọi hôm. Dạ vâng, thì chắc có lẽ tối nay cả nhà sẽ đón tin vui tối nay. Dạ tối nay chắc đạt triệu view.
Thì hôm nay có một bài báo trên trang báo Sao Ta của tác giả Bình Nguyên. Hồ Văn Cường cover hit Lam Trường, giọng hát thay đổi rõ rệt. Cũng khá lâu rồi, hôm nay tác giả Bình Nguyên mới có bài viết liên quan tới Út Cường nhà mình. Thì tác giả Bình Nguyên là một người mà Quậy thấy cũng theo dõi Út Cường khá sát sao và chia sẻ rất là nhiều những bài viết liên quan tới Út Cường cũng như gia đình Sân Rọt Chuối. Thì Quậy cứ cảm giác giống như là một người người nhà của Sân Rọt Chuối nhà mình vậy. Khi mà tới lúc này thì chỉ có tác giả Bình Nguyên là người mà viết bài nhiều nhất. Nên cứ cảm giác giống như là người nhà Sân Rọt Chuối. Nhưng mà chỉ có tiếc mỗi điều là sao không thấy tác giả Bình Nguyên viết về cái chuyến làm thiện nguyện của qua của Út Cường. Chỉ tiếc mỗi cái điều đó thôi. Hy vọng là có cô chú chị nào biết tác giả Bình Nguyên rồi cũng như có chia sẻ với tác giả Bình Nguyên để tác giả biết tới cái sự kiện của Út Cường vừa rồi để viết bài. Vì hiện tại thì cô ấy thấy giống như các cô chúng chị thấy tác giả Bình Nguyên là trên trang báo Sao Ta là người viết bài nhiều nhất liên quan tới Út Cường và gia đình Sân Rọt Chuối đúng không ạ? Nhưng mà có mỗi cái chuyến thiện nguyện vừa rồi thì giống như tác giả vẫn chưa biết nên chưa thấy có bài viết thôi. Thì tác giả viết lại cái sự kiện là cover hit Lam Trường. Hồ Văn Cường cover hit của Lam Trường, giọng hát thay đổi rõ rệt. Anh cho Nguyễn đừng bao giờ kêu gọi quyên góp, chỉ làm khổ Hồ Văn Cường thôi. Và đó. Cho nên rằng là chính những cái người xấu, chính những cái người xấu nó làm ảnh hưởng tới những cái điều tốt đẹp đúng không ạ? Chính những cái điều xấu đó làm cho những cái điều tốt đẹp nó bị sợ. Đó là cái điều mà cũng rất là khổ cho những người khổ. Vì những cái xấu họ đã làm mất lòng tin của mọi người để không còn ai nghĩ tới để dám làm những cái việc tốt đó, mà phải rất là dè chừng, dè dặt. Cho nên là chính những cái kẻ xấu là những người phá hoại đi những cái điều tốt. Nhưng mà thực sự rằng là khi những cái việc tốt thì chắc chắn cần phải được phát huy và thực hiện và phải đẩy lùi đi những cái xấu được. Thì những cái tốt, muốn làm điều tốt thì chỉ có minh bạch rõ ràng thôi, chứ còn làm mà không minh bạch rõ ràng thì nó mập mờ thì nó sẽ rất là dễ bị cái xấu nó chen vào. Thì hôm nay mời các cô chú chị cùng nghe bài báo, bài viết của tác giả Bình Nguyên. Hồ Văn Cường đã có một đêm tiệc sinh nhật đáng nhớ do người hâm mộ tổ chức. Sinh nhật cũng qua khá lâu rồi, nhưng mà hôm nay tác giả mới viết bài. Vừa qua, FC Hồ Văn Cường đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật vô cùng hoành tráng dành cho nam ca sĩ trẻ. Cộng đồng FC Sân Đọt Chuối ở khắp nơi trên đất nước đã cùng nhau tụ họp, ăn uống chúc mừng Hồ Văn Cường bước sang tuổi 21. Hồ Văn Cường xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật của mình với trang phục đơn giản, cùng tâm trạng vô cùng phấn khởi. Ngoài nghi thức cắt bánh kem mừng tuổi mới, rất nhiều hoa quà đã được người hâm mộ gửi đến tận tay cho Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường cover hit Lam Trường, giọng hát thay đổi rõ rệt. Mới đây trong một hội nhóm SC, người hâm mộ đã lan truyền đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn góp vui của nam ca sĩ trong tiệc sinh nhật vừa qua. Theo đó, bên cạnh những ca khúc mà Hồ Văn Cường vẫn thường mang đi biểu diễn suốt thời gian qua, nam ca sĩ khiến fan thích thú khi cover bản hit đình đám một thời của Lam Trường là Tình Thôi Xót Xa.
Màn cover của Hồ Văn Cường nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ. Hàng trăm fan có mặt tại buổi tiệc đã cùng nhau đưa tay lên cao, đung đưa theo những câu hát của nam ca sĩ, tạo nên một khung cảnh rất tuyệt vời. Giọng hát của Hồ Văn Cường được nhiều cư dân mạng nhận xét là ngày một tiến xa, tiến bộ, rất tình cảm và ngọt ngào. Chào cô Hồ Lệ Thủy ạ. Bên dưới đoạn clip, nhiều ý kiến để lại lời khen dành cho giọng hát ngọt ngào, mùi mẫn theo thời gian Hồ Văn Cường. Số khác cũng cho rằng ở giai đoạn trưởng thành, chất giọng của nam ca sĩ gốc Tiền Giang rất phù hợp với những ca khúc nhạc trẻ. Và có vẻ như Hồ Văn Cường cũng rất yêu thích dòng nhạc này. Khi trong những đêm nhạc gần đây, anh chàng rất thường xuyên cover lại những ca khúc nổi tiếng trên thị trường như Một Đêm Say, Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, vân vân. Hồ Văn Cường chuyển mình sang dòng nhạc mới, chấm hỏi. Trước đó, khi trở thành khách mời trong một podcast của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, Hồ Văn Cường đã có những chia sẻ xoay quanh sự nghiệp âm nhạc. Nói về những dự định trong năm mới, Hồ Văn Cường cho biết năm 2023, tôi may mắn được các anh chị, cô chú bầu xô yêu thương, đặc biệt là quý vị khán giả đã luôn ủng hộ, nên 2023 vừa qua là một năm vô cùng hạnh phúc đối với tôi. Sang năm mới, tôi sẽ cố gắng để tạo ra nhiều bài hát hay và những sản phẩm chất lượng để gửi tặng đến quý vị khán giả. Trong chương trình, khi được hỏi về việc chuyển mình sang dòng nhạc mới sau những thành công đã đạt được ở thể loại trữ tình Bolero, Hồ Văn Cường nói, thật ra tôi luôn muốn mình sẽ ngày càng mới mẻ hơn. Và nếu mọi người theo dõi tôi trong suốt một năm qua thì sẽ thấy được rằng ngoài sở trường là dân ca và bolero thì tôi cũng có lấn sân sang một dòng nhạc khác cho hình ảnh của mình được mới mẻ hơn. Vâng, thì vừa rồi đó là bài viết liên quan tới sinh nhật Út Cường cũng như là nói về cái việc Út Cường cover lại những cái ca khúc đình đám một thời và nó mang cái xu hướng âm nhạc trẻ. Thì nói về nhạc trẻ thì Quậy tin rằng các cô chú anh chị, các mẹ các ngoại cũng rất là đặt cái niềm tin vào Út Cường, đúng không ạ? Khi mà những cái ca khúc gần đây, Một Đêm Say, rồi Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, rồi một số ca khúc khác, Sao Trời Làm Gió, vân vân, Út Cường thể hiện được các cô chú anh chị dành cái lời khen rất là nhiều, đúng không ạ? Và đặc biệt là hiện tại Út Cường lại đang có cái sự hợp tác giữa Út Cường với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, là người mà chuyên về dòng nhạc trẻ nữa. Thì ở đây cũng là cái điều mà Quỳnh nghĩ nó cũng là một trong cái hướng định hướng phát triển sự nghiệp của Út Cường, song song với dòng nhạc dân ca bolero là định của mình rồi, khó có đối thủ rồi, thì chuyển sang nhạc trẻ để làm mới mẻ thêm, để thu hút khán giả thêm, là cái điều, một cái định hướng mà Quậy thấy rất hay và rất tuyệt vời. Thì Quậy thấy cũng giống như những người mà hát nhạc trẻ đó, khi họ đã chinh phục được cái dòng nhạc trẻ thì họ lại lấn sân qua dòng nhạc dân ca trữ tình bolero. Thì giống như mình đã chinh phục được cái dòng nhạc này rồi thì lại đi chinh phục qua cái dòng nhạc khác để làm mới mẻ hình ảnh của mình. Mà Quậy thấy hầu như những người nghệ sĩ họ đều như vậy. Và đó cũng là cái định hướng mà chắc chắn sao mình vẫn thích Cường hát dân ca nhất. Dạ, cái việc thích Út Cường hát dân ca là cái đó là cái bản năng rồi, cái sứ giả cảm xúc của Út Cường. Và hiện tại thì nó cũng gọi là phải nói rằng dùng cái từ thành công rồi, đúng không ạ, trên cái dòng nhạc dân ca quê hương.
Và khi mình đã chinh phục được một dòng nhạc rồi, chắc chắn mình lúc nào mình cũng phải phấn đấu và hướng tới những cái mới và chinh phục thêm. Cho nên rằng cái việc cô Út Trần nói rằng sao mình vẫn thích Út Cường hát nhạc dân ca thì cái điều đó là cái điều bình thường. Nhưng cái việc mà đi chinh phục những cái dòng nhạc khác để làm mới mẻ mình, cái điều đó là cái điều mà cô ấy thấy rất là nên khuyến khích, động viên. Chứ cũng không thể nào mình cứ bảo rằng chỉ thấy mỗi dân ca thôi, mỗi thích mỗi dân ca thôi thì nó sẽ làm mất đi cái mà Út Cường đang hướng tới. Ý chí giống như là sự quyết tâm, đúng không ạ? Thì các cô chú anh chị thích cái dòng nhạc dân ca là điều đương nhiên rồi. Và hiện tại cái dòng nhạc dân ca như vậy thì Út Cường giống như cũng không có đối thủ về cái dòng nhạc đó. Khi mà các cô chú anh nhìn thấy những cái video đăng lên là toàn triệu view, còn những người khác đăng mà dân ca lên thì rất là thấp. Thì các cô chú anh chị cũng động viên tinh thần, rồi cũng phải ủng hộ tinh thần cho Út Cường để Út Cường đang lấn sân, đang thử sức. Đang thử sức thì nghe được những cái lời động viên thì chắc có lẽ sẽ cố gắng hơn, đúng không ạ? Chứ mà đang thử sức mà các cô chú anh chị lại không nhắc gì tới nhạc trữ tình thì nhiều khi cứ nói chị thích hát dân ca, chị thích nghe dân ca thôi, thì tự nhiên làm trong lòng nó cũng bị Chào cô Bình Nguyễn ạ. Chào cô Ngọc Anh Phụng, chào cô An Nguyễn. Chào cô Thúy Bùi ạ. Chào cô Liên Phạm. Dạ, quậy chào cô Tú Oanh Lưu. Các cô chú chị yêu thương nhớ tặng cho cậu xin một ngón tay like. Còn các cô chú chị nào chưa bấm đăng ký, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cậu nha. Chào cô Nam Trần ạ. Chào chị Hương Nguyễn. Chào cô Kỳ Trần ạ. Và để coi nãy giờ anh cho em mùa xuân có tăng thêm được tí nào không ạ? Nãy giờ anh cho em mùa xuân có tăng thêm được một tí nào? Dạ, quậy chào cô Kiều Oanh, chào cô Trúc Nguyễn. Tăng được mấy trăm ngàn, mấy trăm lượt xem. Ồ, cũng được 1.000 lượt xem, nãy giờ cũng tăng được 1.000 lượt xem các cô chú anh chị. Từ 994, lúc nãy là từ 993.400, bây giờ lên 994.400. Vậy là tăng được 1.000 rồi. Còn 5.600 nữa. Dạ. Nãy giờ mà vậy mà cũng tăng được 1.000 nữa các cô chú anh chị. Có mấy tiếng? Gì có 1 tiếng thôi. Nãy giờ quậy like được 54 phút rồi. Tính ra 1 tiếng là tăng được 1.000 á. 1 tiếng tăng được 1.000. Còn 5.400 nữa, 5 tiếng nữa. Vậy tới chiều nay, là ok rồi. Tới chiều tối nay các cô chú anh chị kêu gọi nữa là các anh em nào mà like buổi tối nay chắc được chúc mừng Út Cường triệu view. Rồi mời các cô chú chị vào trong gia đình săn đọt chuối nhà mình coi hôm nay cả nhà có chia sẻ gì không. Cô Nhất Huyền, một album mới sẽ đến với đại gia đình ta, xin cả nhà đón đợi sản phẩm đầu xuân đầu tháng của năm 2024 ạ.
là sao? Cô nói như vậy là sao ta? Một album mới sẽ đến với gia đình ta. Xin cả nhà đón đợi sản phẩm đầu xuân đầu tháng của năm 2024 ạ. Sao cô nói gì mà cô ấy khó hiểu á? Đón đợi album. Đón đợi sản phẩm đầu xuân đầu tháng của năm 2024. Giờ này còn đầu xuân gì nữa ta? Đầu xuân đầu tháng của năm 2024. Mùng 6 tháng 4 sẽ được xem cung đàn thương nhớ, nguồn nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Hôm nay cả nhà vẫn đang tiếp tục chia sẻ những cái hình ảnh liên quan tới Út Cường và cái cung đàn thương nhớ. Quý diễn hoa, song ngư tỏa sáng. Thấy cái quyển sách song ngư tỏa sáng này thì hôm trước giờ Quận mới đọc được có một bài cho các cô chú anh chị trong quyển tập này. Thì đây, hôm trước Quận có xin chữ ký nha được mấy cô. Còn hiện tại Quận đang cầm một cái quyển này của Quận là mãi cái hôm đi Tiền Giang vừa rồi mới xin được. Dạ, rồi cái này thì cũng có cô xin Quậy rồi, cô nói giữ dùm cho cô, xin Quậy tặng cho cô thì Quậy cũng tặng cho cô luôn. Chừng nào cô gặp thì cô lấy. Thì bây giờ không biết các cô chú anh chị có muốn Quậy đọc một cái bài nào đó, bài thứ hai không ạ? Hôm trước đọc một bài rồi, bây giờ đọc tiếp bài thứ hai ạ. Hôm trước là Và Phan Ước, tác giả Sen Biển. Thì cái bài thứ hai sẽ là Cô và Út. Cảm xúc từ cuộc gặp gỡ cô Tấn Nguyễn và ca sĩ Hồ Văn Cường. Các cô chú chị có muốn Quậy đọc bài thứ hai không? Quậy đọc nha. Đây là cô Tấn Nguyễn. Dạ, cô Tấn Nguyễn và Út Cường. Cô Tấn Nguyễn thì cái chân bị giống như nó bị teo nên không có đi được mà phải ngồi xe lăn. Thì đây chính là cái hình ảnh mà khi thấy cô thì Út Cường cũng chụp hình để động viên cô và cúi sát người chụp hình như vậy. Yeah. Và sau khi mà cô chụp hình với Út Cường thì Quậy có hỏi thì có được cô chia sẻ là cô cảm thấy rất là vui đi show như vậy cho nó đỡ buồn và đỡ mệt mỏi, đỡ đau đớn. Đó là cái niềm vui của cô khi gặp Út Cường khi đi show. Rất là nhiều các cô chú anh chị ạ. Rất nhiều các cô chú anh chị ạ. Chúc chú Quậy buổi trưa vui vẻ nha. Ở chỗ chú Quậy có nóng không? Chứ ở đây là nóng kinh khủng, một chút phải di chuyển đi giao hàng nữa. Nắng kiểu này kéo dài lâu chắc thành người quay luôn. Cũng nắng á, ở Đồng Nai cũng nắng. Chắc cô nói ra album mới quá mà. Chào cô Lương Hồ ạ. Vậy mời các cô chú anh chị cùng lắng nghe cái bài thơ thứ hai của chị Sen Biển trong cái quyển Song Ngư Tỏa Sáng nha. Có nhiều cô không có được tặng nên Quậy đọc cho các cô chú anh chị nghe. Đây chính là cái cảm xúc từ cuộc gặp gỡ của cô Tấn Nguyễn với Út Cường. Cô thương Cường nên không ngại đu xô. Từ Sài Gòn đến Cần Thơ gặp Út. Dẫu khó khăn cứ bủa vây từng phút. Vòng xe lăn từng chút đến bên Cường. Làm sao có thể nói hết được tình thương mà cô đã trao cho Cường vô hạn.
Di chuyển khó khăn không làm cô chán nản. Vượt đường xa đơn giản gặp Út Cường. Và chàng trai làm tôi thấy vấn vương. Tay nắm tay khoảng cách giường ngắn lại. Cậu cúi người nở nụ cười thân ái, khiến các fan cũng phải rất tự hào. Chàng thanh niên rũ bỏ áo ngôi sao, hỏi han cô ngọt ngào như con cháu. Dịu dàng thế ai mà không thương cậu, người miền Tây hiền hậu lại chân tình. Fan của Cường diện xanh chuối lung linh, cũng tặng cô khăn xinh màu xanh chuối. Khi chụp ảnh cô mỉm cười tươi rói, đi show vui, cô nói nhớ Út rồi. Chàng trai à, chàng thơ của riêng tôi, ngày đầu xuân viết lời thương gửi tặng, nụ cười Út rạng ngời như giọt nắng, tôi thương nhiều, sẽ theo bạn hoài thôi. Vâng, vừa rồi đó là bài thơ Cô và Út của tác giả Sen Biển, lấy cảm xúc từ cuộc gặp gỡ của cô Tấn Nguyễn từ Sài Gòn ngồi xe lăn như thế này mà đi đu xô dưới Cần Thơ. Đó là một cái điều mà không phải bình thường, đúng không ạ? Rất đặc biệt. Thì đó là cái bài thơ thứ hai trong quyển tập thơ này. Cô Nam Trần nói rằng Cường cần có thêm nhiều bài nhạc trẻ để thu hút fan trẻ. Nhạc ballad trữ tình rất hợp với giọng hát của con. Và thời tiết nóng ở đâu cũng nóng đều chú Cội ơi. Vậy mà Cội thấy ở đâu đó mưa đá đó. Chào chị Anh Tú ạ. Chào anh Am TV Phạm. Chào anh Ân TV Phạm. Không biết hôm trước anh Ân TV Phạm nói ở Tiền Giang chỗ nào là bị hạn hán nước hay là bị nước mặn, có thể chia sẻ rõ hơn ở cái chỗ nào của cái Tiền Giang không ạ? Anh TV Phạm ơi, có thể chia sẻ rõ hơn là hôm trước là chỗ nào ở Tiền Giang là không có nước. Tiền Giang ở trong nhà đang là 34 độ, ngoài đường chắc cao hơn. Cố lên Am TV Phạm ơi, miền nào cũng nóng. Trong nhà mà 34 độ mà qua trời ơi. Thì hôm nay Quậy thấy cũng không có thông tin gì mới, nên trong gia đình xanh đọt chuối cũng không có chia sẻ gì nhiều. Cũng không có chia sẻ gì nhiều ở trong gia đình xanh đọt chuối. Chủ yếu kêu gọi mọi người hát, xem video Ăn Cho Em Mùa Xuân. Đây là một cái chia sẻ của cô Hoa Tím ngày xưa. Cường à, đây là một số lời tâm sự vô cùng dễ thương của các ngoại trong số hàng vạn tấm chân tình dành cho con đó. Ai cũng muốn sống lâu, sống khỏe để được chứng kiến từng bước trưởng thành của con. Để được tận hưởng cái tình thương, cái rần rần mà đại gia đình xanh đọt chuối dành cho con, chàng ca sĩ vạn người thương. Con xin phép các ngoại được đăng bình luận của các ngoại trong bài đăng này nhé ạ. Mời các cô chú anh chị cùng một số những cái bình luận yêu thương của các mẹ các ngoại dành cho Út Cường nha. Của cô Hoa Tím ngày xưa cập nhật nè. Cô Lê Thị Minh. Cùng dòng suy nghĩ, một tình yêu thương nhẹ nhàng sâu lắng, tình yêu lan tỏa. Mà nghĩ đến là thấy vui, thấy cuộc sống an yên,
và muốn mình được sống lâu một tí để được chứng kiến từng bước trưởng thành của cháu và được yêu nhiều hơn. Cô cảm ơn nhé, cô đã 70 năm tuổi rồi nên không đi xa. Chỉ mỗi lần cháu ra Hà Nội là đến, cô có cô em gái cũng yêu mến Cường lắm. Cứ mỗi lần cháu ra Hà Nội là hai chị em cô có mặt ngay, rồi cố gắng đến sớm để được tận hưởng cái tình thương, cái rần rần mà gia đình Sân Đọt Chuối dành cho cháu Cường. Nụ cười của con là thang thuốc bổ của bà đó, con trai à, thương con lắm. Hồ Văn Cường, lâu lắm rồi mới nhìn được nụ cười này. Nụ cười của con là thang thuốc bổ. Tiếc quá hôm nay không được đón bài ăn cho em mùa xuân trên kênh chú Cậy Kha Kha. Dạ. À, tiếc quá. Dạ. Giá mà nó khoảng tầm còn 3.000 thôi đúng không ạ? Giá mà nó còn khoảng tầm 3.000 là tổng lực kêu gọi các cô chú anh chị 300 người, mỗi người xem 10 lần thôi. 300 người đang xem nhà Quậy, mỗi người xem 10 lần thôi là đủ rồi. Nhưng mà nói rằng mỗi người xem 10 lần thì mỗi lần nó cũng phải mấy phút. Các cô chú anh chị cày view thì có thể cày xem từ trên 2 phút này kia. Càng xem càng lâu thì nó càng tốt. Còn xem mà trên 1 phút thôi thì nó cũng tính view rồi, nhưng mà mình xem càng lâu thì càng tốt. Xem quảng cáo nữa cho Út Cường có tiền. Chào cô Ly Hồ ạ. Thì Quậy thấy giống như các cô chú anh chị à, coi Út Cường giống như một người con, người cháu trong nhà. Và khi mà nhìn thấy Út Cường vui, hạnh phúc, vui vẻ hạnh phúc thì các mẹ các cô rất là vui. Và Quậy ví von á, Quậy ví von giống như các mẹ các ngoại đã từng lên tiếng bảo vệ Út Cường trong những cái thời gian đầu của những người anti-fan họ tấn công. Thì Quậy ví von giống như Út Cường là một cái cây mà các cô chú anh chị đang là chăm sóc và bảo vệ cái cây đó. Và thậm chí là giống như một cái cây mà người ta còn đang muốn đốn bỏ đi á. Dạ, giống như một cái cây mà người ta muốn đốn bỏ đi vì chưa thấy nó có cái trái, cái bông có trái gì hết, người ta muốn đốn bỏ đi. Thì các mẹ các ngoại cương quyết giữ lại cái cây đó và chăm sóc cái cây đó, vun đắp cho cái cây đó nó tươi tốt và chờ đợi cái ngày cái cây đó nó ra hoa và ra trái ngọt. Thì Quậy ví von giống như các mạnh các ngoại đối với em Út Cường giống như vậy đó. Thực sự rằng là người ta thì tìm cách để đốn bỏ cái cây đó đi đúng không ạ, nhưng mà các mạnh các ngoại thì đấu tranh để bảo vệ giữ lại cái cây đó và chăm sóc và đang rất là chờ đợi. Từng ngày chờ đợi từng ngày và cầu mong từng ngày để cho cái cây đó nó ra hoa, ra trái tốt. Thì giống như các mẹ các ngoại nói cầu để sống lâu, sống khỏe để chờ tới ngày mà Út Cường thành công. Nên Quậy ví von giống như Út Cường là cái cây, các mẹ các ngoại chăm sóc và chờ đợi cái kết quả từ cái cây đó. Cô Phan Thúy, sứ giả cảm xúc ơi, 15 tháng 5, ngày Hải Phòng giải phóng, bà mong con có show về thành phố Hoa Phượng Đỏ, hát nhé, nghe tiếng hát của con sao mà ngọt ngào, sâu lắng đến vậy. Thì hôm trước, tại Mây ở ngoài Hà Nội, Út Cường có nói là con tạm thời ẩn vắng mặt một thời gian để tập trung việc học, đúng không ạ? Lúc nào các cô chú chị thấy cũng Mây lang thang, cũng đưa Út Cường đi đây đi đó. Thì hiện tại Quậy thấy cái điều mà Quậy cầu chúc cho Mây sẽ lan rộng khắp 63 tỉnh thành của Việt Nam đó.
Thì hiện tại quý vị thấy mấy ngày vừa qua mây liên tục có những cái tụ điểm mới ở các tỉnh thành. Mây mang những cái tụ điểm tới rất là nhiều tỉnh thành. Thì hôm nay quý vị mời các cô chú anh chị lâu lâu vào Nhà Trang của Mây, chắc có lẽ là vì Út Cường đang rất là bận thôi. Chứ còn quý vị thấy Mây đang có mặt ở rất là nhiều tỉnh thành mới. Gọi thấy Mây cập nhật khá nhiều cái tụ điểm mới ấy, các cô chú anh chị. Để quậy coi. Mà bây giờ không biết là có bao nhiêu mang Mây đã xuất hiện ở bao nhiêu nơi rồi. Chị, quê tôi miền Tây ơi, em đoán lễ này Cường có show à? Chào cô Mai Nguyễn ạ. À, đây để quận cập nhật coi may có những cái tụ điểm mới nào đây. Lịch diễn đây quậy coi à, thứ nhất là có ở Đà Nẵng này các cô chú anh chị. Đà Nẵng thì nhà mình có rồi đúng không ạ? Đà Nẵng thì nhà mình có rồi nè. Đà Nẵng nhà mình có rồi nè. Đà Lạt. Nhà mình cũng có nè. Vinh này các cô chú anh chị. Đó, Mây đã về Vinh. Mây đã bay về Vinh rồi. Thì các cô chú anh chị ở Vinh à, quậy thấy cũng vào bài viết thì cũng nói nhớ đưa Hồ Văn Cường về nha. Thì để coi Vinh là ở đâu ạ. Để quậy coi Mây mà về Vinh thì là địa điểm ở đâu. Không biết trong nhà quậy có cô chú anh chị nào ở Vinh không. Là ở số số 2 Trương Thị, thành phố Vinh, Nghệ An. Số 2 Trương Thị, thành phố Vinh, Nghệ An. Rồi ở Mela Vin Pearl, cửa Lò, tỉnh Nghệ An, phường Bình Minh. Gì? Đường Bình Minh, phường Nghi Hải, cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Thì về Vinh thì có tới hai tụ điểm luôn. Đó, các cô chú anh chị. Về Vinh là có hai tụ điểm luôn chứ không phải một. Cho nên rằng là các cô chú anh chị thấy Mây đã bắt đầu có xuất hiện ở nhiều nơi rồi đó các cô chú anh chị. Mà quậy tin rằng là Mây sẽ bay lang thang 63 tỉnh thành luôn. Nên cái việc mà sau này Út Cường học xong, nhận nhiều show, lúc đó các cô chú anh chị ở các tỉnh thành mà nói rằng ở xa chưa đi được bao giờ gặp Út Cường chắc chắn sẽ có cơ hội thôi ạ. Nhưng mà hiện tại tới lúc này các cô chú anh chị nhớ tạo group, tạo nhóm của các tỉnh thành để sau này khi có show các cô chú anh chị đi cho dễ ạ. Hà Nội ở Son 8 thì nhà mình có rồi nè. Hải Phòng. Ở Vinh giờ tới cả Hải Phòng cũng có nữa. Ở Hải Phòng thì ở nhà hát Tháng 8, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng. Dạ. Ở Hải Phòng cũng có nha các cô chú anh chị. Là 117 phường Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ,
Hồng Bàng, Hải Phòng. Các cô chú anh chị trong nhà quậy có ai ở Hải Phòng không ạ? Ở Vinh với ở Hải Phòng. Rồi tiếp theo Sài Gòn thì mình có rồi Hạ Long này các cô chú anh chị. Và Hạ Long là ở đồi Mặt Trời, đường Đăng Bá Hát, Hồng Gai, Hồng Cai, thành phố Hạ Long. Hạ Long biểu diễn là lúc 17 giờ. Hạ Long, Quảng Ninh này các cô chú anh chị. Đó là ba tụ điểm mới nữa: Hạ Long, Hải Phòng và Vinh. Thì còn một cái tụ điểm của Mây mà Út Cường chưa xuất hiện ở đó là ở Phan Thiết đúng không ạ? Ở Phan Thiết nữa. Vinh, Hải Phòng, Hạ Long và Phan Thiết là bốn cái tụ điểm mà Út Cường chưa xuất hiện cùng Mây. Thì Quầy nghĩ chắc lúc này cho Út Cường đang bận học thôi. Hôm ở show ở Hà Nội Út Cường có chia sẻ đúng không ạ? Mong lúc Cường đăng bài hát không gặp đối thủ Đặng Ký để dễ vượt mặt trên top trending. Dạ hiện tại thì đang là không có cái bài hát nào hot. Hiện tại đang là không có cái bài hát nhạc trẻ nào đang hot mà người ta hát đi hát lại. Nên đang trong cái lúc này quậy thấy cái cơ hội không có đụng hàng. Hôm trước là có bài Chúng Ta của Hiện Tại của Sơn Tùng MTV, còn hôm nay thì không có bài nào đang VIP hết. Chào cô An Thiên ạ. Đồi Mặt Trời rất đẹp ha ha. À. Chào cô Hợp ạ. Thì hiện tại là còn đang bốn cái tụ điểm của Mây mà Út Cường chưa xuất hiện. Hạ Long, Vinh, Hải Phòng và Phan Thiết. Thì chắc có lẽ học sao chừng nào Út Cường bớt việc học là chắc có lẽ Mây sẽ đưa Út Cường tới với mọi người thôi. Chào cô Thanh Ngân Đình Sơn ạ. Mây càng ngày càng có nhiều tụ điểm và điều đó cho thấy rằng các cô chú chị thấy Mây được khán giả người ta ủng hộ rất là nhiều. Ở đây Mây có nói rằng là góc cà phê ở văn phòng Mây gần khu Hòa Bình có trưng bày poster các show diễn gần 5 năm qua. Cả nhà ghé qua chơi với Mây nha. 106 đường 3 tháng 2 ở thành phố Đà Lạt. Thì không biết có cô chú chị nào ở gần đây 106 3 tháng 2 thành phố Đà Lạt. Các cô chú chị tới, các cô chú chị coi. Mây nói rằng là có trưng bày gần hầu như những cái poster trong 5 năm qua tại Mây đó. Thì không biết có Út Cường ở đó không. Các cô chú nhận đây có cả website giả mạo Mây Lang Thang nữa này đó.
thêm giả mạo đây nữa. Dạ, chào cô Phượng Ngọc ạ. Cường bận học nên không dám nhận xô. Mày đã nói rồi mà. Mọi người ơi, cung đàn thương nhớ đang ở kênh Cường chú hay Cường cháu vậy mọi người? Dạ, đang ở kênh Cường cháu ạ. Cái bài đó của Út Cường đăng ở trên kênh Hồ Văn Cường Official. Cường nhà mình còn an toàn quá, chưa có bài nào hit cộng đồng. Hơi buồn và rất tiếc bài Người ơi đừng bỏ quê rất hay mà mọi người cày view cầm chừng quá. Dạ, nói về cái bài Người ơi đừng bỏ quê thì thực sự rằng đây cũng đang là một trong những cái chiến lược của Út Cường là đang độc quyền những bài hát nên người ta không có cover cũng như là không có lan tỏa cái bài hát đó ra nhiều. Thì đây cũng giống như cái chiến lược bước đầu của Út Cường thôi. Thì giống như sau này á, thì khi cái bài hát đó mà cho phép cover này kia đó, giống như là các cô chú chị thấy mới đây rồi, chạy ngoại về Úc rồi hả? Ừ, hôm qua đi rồi đêm mà hôm 12 giờ ở bên Singapore rồi thấy tèo em nó. Dạ. Dạ. Buồn quá. À, hôm nay ngoại về Úc rồi mà mọi người chưa biết là ngoại chào mọi người trên kênh chứ cội nha. Ủa gì vậy? Đang live mà. Trời đất ơi, ngoại về. Chào mọi người hết. Chào. À, ngoại về mọi Úc. Ngoại về sáng giờ này chưa có tắm rửa chưa. Bà ngoại đại học Hoa Sen về Úc rồi nha các cô chú anh chị. Chưa tắm rửa gì nữa. Rồi chúc sức khỏe. Dạ. Dạ. Rồi chúc ngoại nhiều sức khỏe rồi sang năm lại về mọi người nha. Rồi chờ ông vua con ông lên ông hát rồi coi. Dạ. Rồi sang năm lại về dạ. Cứ khỏe như vậy, cứ khỏe, sống lâu mấy trăm tuổi đi. Thôi đừng có xạo quá đi. Người sẽ già rồi, sống vô thường lắm ông ơi. Dạ. Sáng giờ mới về tới ngoại không, nãy giờ ngoại không có xem livestream luôn. À, mới dặn nè, mới thấy nè. Dạ, mới thấy, dạ mọi người đang chào ngoại. Dạ. Từ nè, mới thấy nè, dòm đi. À, giờ mới thấy, mới mở lên, à, thấy rồi. Dạ. Dạ, lần sau ngoại về nhớ mang quà hết cho gia đình xanh đột chuối nha ngoại. Trời, yên tâm. sang năm về là nhớ có bài hát mới tặng cho mọi người nha. Trời ơi, mệt quá. Thôi lo lại chim đi. Dạ vâng, anh chúc ngoại khỏe mạnh nha. Tháng 4 nè, có ông vua con, ông hát cho mà nghe. Dạ. Ngoại đặt ông vua con của xanh đột chuối nè. Trời ơi, cái này đặt cho là ông vua con à. À, ông vua con là mặc cái áo bào đó, gọi là ông vua con đó. Ông vua con của xanh đột chuối.
À, chào ngoại. Ông vua của ông của sanh tộc chúa nha, chứ không phải ông vua của anh ta đâu. Rồi Dạ. hết ông lên like rồi chửi tôi đi. Của sanh đọt chuối nhỉ. À, em chào. À, nói là ngoại là ông vua con của sanh tộc chuối. Dạ. Ừ. Rồi. Bye Rồi, bye. chúc sức khỏe hết mọi người nha. Dạ, ngoại chúc ngoại sức khỏe. Dạ, Rồi, bye bye ngoại. Dạ. bye. Dạ. Bye. À, vậy là ngoại đại học Hoa Sen đã về tới tới nhà mới về tới nhà hồi sáng nay rất là vui, thương ngoại sợ bị chửi hi hi. Ngoại thì ai ai mà không sợ bị chửi, các cô chú anh chị ai cũng sợ bị chửi, nhưng mà thực sự là ngoại đại học Hoa Sen thì lúc nào cũng chúc mọi người vui vẻ yêu đời, nên nhiều khi cũng muốn chia sẻ một chút cái lời này lời kia đúng không ạ? Nhưng mà riêng ngoại đại học Hoa Sen nói rằng là tôi không biết sống tới lúc nào, nên rất là sợ nợ nợ ân tình, nợ nợ cái này nợ cái kia, dù bất cứ cái gì cũng rất là sợ nợ hết, cho nên rằng là chỉ cho đi chứ không có nhận, là rất là sợ nợ. Và cũng chỉ muốn nói những lời yêu thương thôi. Chỉ muốn nói những lời yêu thương, cho nên rằng cũng rất là sợ bị người ta chửi tôi, đó là mất công đó. Là nhiều khi ý của ngoại như vậy, nhưng mà nhiều khi lại nghĩ cái gì đó rồi lại không 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 phải, rồi lại nói ngoại thế này thế kia, là ngoại rất là sợ. Ông vua con của săn đọt chuối, ngoại đặt tên dễ thương. Đã gọi là ông vua mà lại còn gọi là ông vua con. Dạ, gọi là vua mà gọi là ông vua con, các cô chú anh chị. Sao anh Lộc Võ cứ gọi là năm rồng nên Cường mặc áo rồng ta? Năm nay là năm mèo mà. Ngoại đặt tên là ông vua, nhưng mà là ông vua con chứ không phải ông vua chúa đúng không ạ? Ông vua con của sân đọt chuối. Rất là dễ thương. Chào cô Tiến Việt ạ. À, riêng ngoại đại học Hoa Sen là cứ nói rằng là tôi cứ để dành cái suất về Việt Nam vào những dịp sinh nhật Út Cường. Chú Quậy có lộn không? À, ok. Tý Sửu Dần Mão. À, quên, năm nay năm rồng, quên. Quên. Quên, quậy nhầm, quậy nhầm. Năm nay năm rồng. Năm Mão nó qua rồi. Quậy bị nhầm. Quậy ngược, quậy bị ngược. Năm Mão là tới năm rồng mà quậy bị ngược. Năm nay năm rồng. Sao mà bị nhầm ta? Hôm nay tự nhiên bị nhầm cái con mèo sang con rồng. Chú Quậy lông vịt nữa rồi, dạ. Tự nhiên đổi ngược lâm người ta. Dạ, Quậy chào cô Liễu Dinh, chào cô Nana. À, từ nãy giờ chẳng thấy các cô chú anh chị bình luận gì, tự nhiên nói sai, nói lộn cái, nói nhầm cái là các cô chú anh chị bình luận nhiều quá. Cảm ơn các cô chú anh chị nhắc quậy. Vậy từ nay là lúc mà các cô chú anh chị mà không có bình luận gì mà trong gia đình quậy đang trầm trầm á, là phải nói sai cái gì đó để các cô chú anh chị ném đá, ném cho mấy cục đá để tỉnh ngủ thì mới đông đông vui vui được. Năm nay là năm thìn rồng đó, dạ. Chú Quậy lông vịt rồi ạ. Chú Quậy like không uống hoặc ăn sâm lên lông vịt rồi. Dạ, cái này chắc phải
uống xong để cải thiện trí nhớ lại. Năm nay là năm Giáp Thìn. Chú quậy nói sai chém. Trời ơi. Chào cô Thị Tị Nguyễn ạ. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Cân của Cường vừa rồi mình có ghi trong 10 ngày, bình quân chỉ có 24.000 lượt xem trên một ngày. Quá thấp. Cả nhà ơi, thương con cố lên. Vào nhà con thường xuyên để YouTube đề xuất kênh. Mới có nhiều người biết đăng ký. À, nãy giờ Quậy đang chia sẻ về của Mây. À, nãy giờ Quậy đang chia sẻ về của Mây mà tìm không thấy cái ảnh bot của Hồ Văn Cường. Chú Quậy nhắc lại tên vừa đổi cho hai chị nhé, để chị ấy nhớ còn lưu. Là sao ạ? Chú Quậy nhắc lại tên vừa đổi cho hai chị nhé, để chị ấy nhớ còn lưu là sao ạ? À, chú Quậy đổi cho em là bà Thủy Vlog. Em có ưng cái tên đó không? Cho ý kiến đi nha. À, bà Thủy Vlog. Chú Quậy đổi tiểu để Quậy cười chơi cho vui vậy mà là sao ta? Chào cô Thị Yến, My Nguyễn ạ. Chú Quậy đổi tên gì ạ? À, lúc nãy Quậy đổi tên bà Thủy là bà Thủy Vlog. Giống bà Tân Vlog. Tại cái nick của bà Thủy tên là bà Thủy. Ngoại đại học Hoa Sen bình luận gì đây? Không phải năm rồng không, mà là năm Giáp Thìn, Giáp Quý, gặp nhau là vào cung Phúc Đức. Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với cháu Cường. Chúc FC Sân Đọt Chuối luôn khỏe mạnh và bình an hạnh phúc. Chú Quậy đổi tên cho ngoại có được không? Không biết ngoại Đại học Hoa Sen về show, về sự kiện Út Cường với sinh nhật Út Cường vừa rồi, cái điều gì mà đang ở trong đầu ngoại nhiều nhất khi nghĩ về gia đình Sân Đọt Chuối cũng như Út Cường ạ? À? Không biết rằng khi mà trở lại Úc rồi, không biết trong đầu của ngoại Đại học Hoa Sen đang nhớ nhớ lại cái khoảnh khắc nào nhất trong cái chuyến về Việt Nam vừa rồi ạ. À, rất mong ngoại Đại học Hoa Sen ơi, chắc chắn là sẽ rất là nhiều cái điều mà sẽ động lại trong lòng của ngoại Đại học Hoa Sen. Nhưng mà không biết là chợt chợt hỏi như thế này thì không biết ngoại Đại học Hoa Sen đang nhớ nhớ lại cái lúc nào nhất trong cái chuyến đi về Việt Nam vừa rồi ạ. À, liên quan tới Sân Đọt Chuối, liên quan tới Út Cường. À, ngoại có thể chia sẻ được không ạ? Bây giờ mà đang hỏi bất chợt như vậy thì ngoại nghĩ ngay tới cái khoảnh khắc nào ạ? À, ngoại nghĩ ngay tới cái khoảnh khắc mà ngoại ngồi dò số, hay là ngoại ngồi nghe ai hát, hay là đi sinh nhật ôm Út Cường, hay là cái gì 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 đó. Rất mong ngoại chia sẻ thử coi mọi người ngoại ấn tượng và nhớ nhất là về Việt Nam vừa rồi hả?
hay là đi gặp FC Long An vừa rồi. Sáu mươi năm sau mới trùng lại Giáp Thìn. Wow. Chị Lan mã bật mí cái gì đây? Cho cả nhà bà ngoại hoa sen đoán trước được vận mệnh. Rất hay nhé. Em FC Cà Mau Hồ Ngọc Hà rất phục. Wow. Nhớ mọi người và thương mọi người nhiều lắm luôn. Tôi chỉ biết yêu mọi người nhiều lắm luôn. Sang năm ngoại đại học Hoa Sen về, cả nhà nhớ đón quà. Trong gia đình săn đọt chuối đi thật đông gặp ngoại đại học Hoa Sen. Năm nay ngoại sẽ chuẩn bị quà nha. Không biết là quà gì, chắc là những lời chúc tốt đẹp. Lúc nào ngoại cũng có những cái lời chúc tốt đẹp hết. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là quà rồi đúng không ạ? Gặp nhau mà chúc nhau những lời chúc tốt đẹp là quá tuyệt vời rồi. Có lẽ cái người mà có lẽ cái người mà gặp nhau mà chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất chính là ngoại đại học Hoa Sen đó. Cứ về gặp thấy gặp ai thấy cũng chúc, thấy ai gặp ngoại gặp ai ngoại cũng chúc tốt đẹp hết. Cách ngoại nói chuyện giống cô Lê Mai. Quậy thấy gặp ai ngoại cũng chúc những cái câu chúc tốt đẹp. Thường thường người ta gặp nhau người ta chào thôi là cũng vui rồi, còn ngoại còn cả chúc thêm nữa. Chị ơi, vì em hay chọc mọi người nên chú Quậy phải đổi tên đấy. Chào cô Tiết, Tiết Mai Đoàn ạ. Ngoại có yêu Long An không ngoại trời? Dạ, hôm nay chỉ có một số những cái thông tin liên quan tới Út Cường bấy nhiêu thôi. Bây giờ trước khi xuống live thì mời các cô chú chị ngồi lại nói chuyện vui trên trời dưới đất. Chọc ngoại vậy thôi chứ Quậy cũng không còn cái thông tin gì chia sẻ liên quan tới săn chuối với Út Cường. Và trước khi xuống live thì Quậy cũng mong các cô chú chị hoan hỷ cho Quậy ngồi giới thiệu một số những cái sản phẩm mà Quậy đang bán. Có cái sản phẩm nào mà nó hợp các cô chú chị mua ủng hộ cho Quậy nha. Dạ. Thương ngoại những lúc ngồi ra đường đón xe để đi xô ngày mùng 8 tháng 3 đó Quậy, nôn nóng vô cùng. Lúc đó thì em không nhìn thấy nhưng mà nghe thấy ngoại gọi điện thoại thôi là cũng sốt ruột luôn đó. Chào cô Sương Nguyễn Thị Minh ạ. Bầu xô trống đồng về hóa thành mở xô Hồng Loan gần nhà mình. Ước gì ông ấy mời Hồ Văn Cường. Chào cô Hằng Hằng ạ. Năm nay Giáp Thìn mệnh hỏa, Cường mệnh mộc, mộc sinh hỏa. Mong con một năm may mắn, phát triển và thành công. Yeah.
Bà Thủy dạo này đi làm đẹp trẻ ra nhiều. Hôm nào đi cà phê xem xét hạ bậc thôi, chứ xinh đẹp trẻ thế thì gọi bằng chị. Sao sao ý à? Chú Quậy nói mọi người chia sẻ mạnh lên hùng hồn giống em Mai cho đỡ buồn ngủ. Chú Quậy nói êm dịu quá. Dạ chính vì vậy nên Quậy thường nói vào buổi trưa để các mẹ các ngoại dễ ngủ. Thực sự có nhiều mẹ nhiều ngoại cũng thú thật nói rằng là cứ tới trưa tôi mở lên để tôi ngủ cho nó ngon. Cứ tới trưa tôi ngủ, tôi mở lên tôi nghe cái giọng rồi để tôi ngủ cho nó ngon. Mà giật mình dậy, chuẩn bị dậy thì đi làm này kia, thấy vẫn còn đang ngồi lai. Thì quậy cũng đành chịu thôi chứ cũng không biết phải nói như thế nào để các mẹ các ngoại thức. Nhưng mà cũng rất vui khi được các mẹ các ngoại ủng hộ. Rồi thậm chí là nói rằng là nói mà nghe ngủ ngủ ngon như vậy thì cũng cũng tốt đúng không ạ? Dù cũng rất là buồn. Nói mà các mẹ các ngoại đi ngủ như vậy thì cũng buồn lắm nhưng mà cũng buồn nhưng mà cũng bù lại các mẹ các ngoại có giấc ngủ ngon thì cũng 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 tốt. Chính vì vậy thì khi mà quậy bán hàng các cô chú chị nhớ ủng hộ cho quậy nha. Chứ còn bây giờ giới thiệu như thế nào cũng không biết nhá. Chỉ có biết cách lấy cái hàng nó tốt, chất lượng, nguồn gốc đàng hoàng để các cô chú chị ủng hộ thôi. Đặc biệt là các mẹ các ngoại nào mà nói rằng là quậy nói like xong đi ngủ nhớ mua hàng nhiều nhiều ủng hộ cho quậy. Nhà chú quậy có ai ở Hải Phòng không rủ nhau đi cà phê nhỉ? Lần nào theo dõi chú Quậy ngủ một giấc, chú Quậy vẫn còn live stream. Đó, thêm một cô nữa. Cô Sương Nguyễn Thị Minh. Bởi vậy, view thấp chú Quậy đừng buồn nhé. Chú Quậy mà lên giọng mẹ thiên hạ là không ai buồn ngủ đâu, ga ga. Kệ đi chú Quậy ngủ mà để điện thoại nghe là có like rồi, kha kha, sợ tắt máy mới nguy hiểm. À, dạ, tức là ngủ thì không có chịu bình luận, không có bình luận để trò chuyện với các cô rồi chia sẻ nhiều cái câu chuyện ra để Quậy dựa vào đó rồi Quậy cùng với cả nhà chia sẻ. Cô là khách ủng hộ hàng con Hoài đó, dạ. Quậy có nhận ra cô Sương Nguyễn Thị Sương. Chị không có ngủ nha, chị nhắm mắt để đó. Chào cô Bích Ngọc ạ. Bây giờ này mà Quậy nói rằng là cô chú chị nào mà đã từng nghe live stream của Quậy xong rồi đi ngủ để lại số 1 và ai để lại số 1 sẽ được quà. Chắc các cô chú chị sẽ để lại số 1 nhiều lắm. Tại vì khai thật đúng không ạ? Còn nếu như mà quậy hỏi có cô chú chị nào đã ngủ này kia không, nhiều khi các cô chú chị sợ quậy buồn nên không dám nói thôi. Chứ còn nếu mà nói ai mà khai thật có quà chắc các cô nói là ngủ hết quá. Vì thực sự rằng ô vẫn vẫn có để số 1 luôn ạ. À? Thực sự là nhiều khi quậy quậy nói mà xong rồi quậy nghe lại cái livestream của mình đó mà cũng ngủ lúc nào không hay. Có lần quậy nghe thử lại cái livestream của mình đó, mà cũng đi ngủ luôn đó, mà lúc nào không hay. Giờ mới đi ngủ nè chú quậy. Chào chị Tố Như Tăng. Ôi chị Tố Như Tăng mấy hôm bữa nay đi đâu mà quậy không có thấy, hôm nay mới thấy xuất hiện.
Chào chị Hồng Thân. Dạ thôi giới thiệu cái. Nói thật sợ quậy đau lòng. Dạ thật sự là mình livestream mà người ta nói người ta đi ngủ thì đúng đau lòng thật. Thôi nếu mà 90% như vậy chắc ngày mai chuyển sang ngồi hát cho các cô chú anh chị ngủ cho nó ngon hơn. Dạ vâng, thì để cho các cô chú anh chị đừng có đi ngủ thì Quậy xin được giới thiệu chú Quậy ơi ở nhà Út Cường giờ phi sang nhà chú Quậy đây. Dạ nhà chị có người bận đi bệnh viện nên chị không có thời gian xem live chú Quậy cầu chúc cho người nhà của chị khỏe mạnh nha, cảm ơn chị nhiều. Ừ, hát nhạc trẻ hen. À quên, lỡ rồi, lén chị Thúy Hà nha. Quậy mở nhạc chị Thúy Hà hôm bữa xuống nhà anh Sơn Hạ thu âm cho các cô chú chị nghe nha. Các cô chú chị đừng rời màn hình nha, để Quậy mở. Nó có bản quyền nhưng mà để Quậy mở, các cô chú chị có muốn nghe hay để ngày mai nghe ạ. Tự nhiên hôm nay mọi người về hết rồi, còn có 200 mấy. Thôi để dành ngày mai, để ngày mai đi. Ngày mai Quậy mở nhạc mà chị Thúy Hà. Dạ để mai cho đông. Chị Thúy Hà thâu âm cái bài Tiền nhiều để làm gì với bà Năm. Bài bà Năm. Rồi có cả chị Hương Channel, chị Hương Biển. Dạ để mai. Và chị Hương Channel, chị Hương Biển cũng thu cái bài bà Năm. Còn hôm đó thì Quậy không có gửi bài trước lên, không có cái beat karaoke để hát, mà có mỗi cái beat của Út Cường ở đó đó, bài Cõng Mẹ đó, nên Quậy hát trên cái beat đó luôn. Thì cái bài Cõng Mẹ của Quậy thu âm thì nghe rất là chán luôn các cô chú anh chị, dù cũng được anh Sơn Hạ ấy chỉnh sửa cho nhiều rồi nhưng mà nghe nó chẳng có một tí cái cảm xúc nào đó. Thực sự là không có một tí cảm xúc nào, Quậy hát và Quậy nghe cũng không có cảm xúc nào luôn. Dạ để ngày mai Quậy mở cái bài của chị Thúy Hà, chị Thúy Âm thu âm tại phòng thu âm Sơn Hạ, các cô chú chị nghe bài bà Năm với bài Tiền nhiều để làm gì. Dạ còn Quậy có thu âm cái bài Cõng Mẹ nhưng mà do không có chuẩn bị trước cũng như là tập dượt rồi hát về nghe không có một tí cảm xúc nào luôn. Dạ cho nên rằng là anh Sơn Hạ ấy nói để lần sau mà có thời gian nhiều rồi chuẩn bị trước đi để xuống ấy, để thu cho nó chuyên nghiệp một tí, giống như có một cái đoạn ngắn thôi, cái khúc kết ấy, các cô chú anh chị nhìn mà lỡ mai lá mẹ xa cần khóc ai dỗ dành, có mỗi cái khúc đó thôi mà anh ấy chỉnh cho Quậy nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ok nữa. Chỉnh nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không có chuẩn được, Quậy vẫn hát không được. Cho nên rằng anh ấy nói thôi muộn rồi thôi. Thôi Quậy cũng thấy muộn rồi thôi nên bảo thôi lỡ rồi thu âm cho em nghe thôi, không có công bố cho ai nghe hết. Dạ, cho nên rằng là bữa đến Sơn Hạ có sự kiện gì vậy? Dạ, hôm đó giống như các chị rủ tới nhà anh Sơn Hạ chơi rồi thu âm, nhờ anh Sơn Hạ thu âm cho một vài bài gì đó rồi Quậy tới chơi rồi thăm anh Sơn Hạ vậy thôi, chứ không có sự kiện gì. Và anh Sơn Hạ rất là chào đón, cũng như là có nói với mọi người là rất chào đón Săn Đọt Chuối, và lúc nào cũng chào đón Săn Đọt Chuối tới hết. Dạ thì cái phòng thu của anh ấy nó cũng đang giống như là anh ấy cũng đang chuẩn bị tu sửa thêm để cho nó chỉnh chu hơn vì nó cũng khá lâu rồi. Dạ cho nên rằng là Quậy có thu âm được cái bài Cõng Mẹ rồi mà không dám mở cho các cô chú anh chị nghe luôn, mà ngay bản thân mình nghe mà nó không có tí cảm xúc nào, kỳ cục, giống như Út Cường hát thì
thì nghe nó cảm xúc cực kỳ, nhưng mà mình hát thì nó cứ không có cảm xúc. Đó là cái sự khác biệt. Dù dù là cũng qua chỉnh sửa phòng thu luôn, cũng qua chỉnh sửa phòng thu, nhưng mà mình hát không có cảm xúc là nó không có cảm xúc các cô chú anh chị. Chứ không phải là cứ qua phòng thu để mình chỉnh sửa là nó hay được đâu. Mà phải có chất giọng, rồi phải có cảm xúc thì hát nó mới có cảm xúc được. Chứ không phải là cứ qua cái chỉnh sửa cái là nó hay được. Quậy về quậy nghe mà nó không có nghe cảm xúc một tí nào. Nghe cõng mẹ mà sao thấy nó chẳng có hiếu tí nào hết. Hát mà chẳng có hiếu ở trong đó, chẳng thấy có cái tí hiếu nào trong đó. Cho nên rằng cũng qua đó để các cô chú anh chị thấy là phải có chất giọng. Cái chất giọng phải có cảm xúc thì hát nó mới có cảm xúc được. Rồi không phải cứ qua phòng thu là hay được đâu. Chú Quậy phải gửi quà cho mọi người luôn vì nhặt luôn ạ. Vì sao ạ? Dạ Quậy thì Quậy hát nhạc trẻ thôi chứ Quậy cũng không hát được mấy cái nhạc dân ca. Dân ca nó khó hát. Mai Quậy mở nhạc của chị Thúy Hà để các cô chú chị nghe qua chị ấy thu âm nha. Đó. Cái quan trọng là cái chất giọng có, rồi cái cảm xúc có, rồi qua cái phòng thu âm nữa thì nó rất là hay. Còn nếu như mà chất giọng không có, rồi cái cảm xúc không có thì chỉnh sửa cỡ nào cũng không hay được là vậy. Thì điều đó cho thấy Út Cường đó. Cái bài Cõng Mẹ Út Cường hát nó cảm xúc như vậy là nó rất là đặc biệt. Dạ vâng, thì cho Quậy xin được giới thiệu một số sản phẩm Quậy đang bán, các cô chú chị ủng hộ cho Quậy với nha. Đây là cái sản phẩm mà bây giờ Quậy giới thiệu đầu tiên. Là vì cái sản phẩm này được các cô chú chị, các mẹ, các ngoại, đặc biệt các mẹ, các ngoại xài rồi khen rồi, cho phản hồi tốt rồi. Nên các cô chú anh chị, đặc biệt các mẹ các ngoại chưa có cái sản phẩm nào để làm đẹp cho mình mà ưng ý á, thì có thể mua ủng hộ Quậy cái hộp kem dưỡng này, chống lão hóa, đàn hồi da, tái tạo da, giữ độ ẩm cho da. Giá là 230.000. Cái hiệu Sunwaso rất nổi tiếng của Hàn Quốc, được cái diễn viên trong Hậu Duệ Mặt Trời á, cái nữ diễn viên chính giới thiệu và quảng bá sản phẩm này. Thì cái đây là cái hộp kem dưỡng, loại này là loại 10ml, thì các cô chú chị mua về để trải nghiệm và cảm nhận thử. Rồi kết hợp với nó thì cũng có thể kết hợp với cái chai serum này, cũng hiệu Sunwaso. Thì cái serum này được bên phía nhãn hàng sản phẩm họ cập nhật là cứ mỗi giây là có một sản phẩm được bán ra, có người mua. Cứ mỗi giây là có một người mua cái sản phẩm này. Rất là nhiều như vậy. Thì Quậy thấy mấy ngày vừa qua Quậy bán và cũng được các cô mua ủng hộ, thì cũng bắt đầu gọi điện rồi phản hồi cho cái kết quả cho Quậy biết rồi. Là xài thì rất là thích. Nó thơm dịu, mùi sâm nhẹ. Rồi nó mau khô này kia đó, giữ ẩm cho da này kia, nói chung là tốt, được. Và nói rằng là sẽ ủng hộ cái loại này. Thì còn cái độ, mức độ mà nó đẹp như thế nào thì cũng mới có khoảng một tuần, chưa tới một tuần thì khoảng một tuần như thế này thì các cô chú anh chị cũng chưa có cho ra được cái kết quả gọi là giống như là cao nhất. Nên hiện tại thì ở cái mức độ là các cô nói mới khoảng 3 ngày, 4 ngày là cảm nhận được cái sự thay đổi của cái da mặt rồi. Thì rất mong các cô chú anh chị tìm hiểu cái sản phẩm này, cũng như là chưa có cái sản phẩm nào làm đẹp thì ủng hộ cho Quậy cái bộ kem dưỡng da và serum ạ. Thì cái kem dưỡng này có thể sử dụng cả ngày và ban đêm,
Cái serum này cũng có thể dùng ban ngày và ban đêm luôn. Nhưng gọi thấy các cô bắt đầu sử dụng và hướng dẫn cho cái cách để xài cho nó tốt. Thì giống như các cô nói rằng là buổi tối rửa mặt sạch, rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt hay là bằng rửa mặt cho nó sạch đó. Rồi bôi cái kem dưỡng serum này, bôi cái serum này lên. Rồi massage mặt cho nó thư thái khoảng tầm bao nhiêu phút đó, nó khô lại. Bắt đầu là nó khô lại, nó rất là nhanh khô. Rồi massage mặt này kia. Rồi sau đó có thể dùng cái kem dưỡng này lên để bôi luôn. Đó. Thì khoảng 3-4 ngày gì đó là phản ứng, đã cảm nhận được cái thay đổi. Thì tới lúc này vẫn chưa thấy có cô nào phản hồi là bị dị ứng hay gì hết. Vẫn chưa thấy cô nào phản hồi cho cô là bị dị ứng hay gì. Mà toàn thấy khen là nó hợp và thích cái mùi thơm, rồi da mặt nó thay đổi, chưa có cái nào gọi là dị ứng hết. Thì cũng có cô thì chia sẻ rằng là buổi tối thì dùng cái serum này, còn ban ngày thì dùng cái kem dưỡng này. Đó. Có cô thì nói rằng dùng cái kem dưỡng này buổi tối thôi là cũng được rồi. Có cô thì chỉ xài mỗi serum thôi cũng được. Thì nói chung là gọi thấy có nhiều cách để sử dụng. Và cái cách nào thì cậu thấy cũng các cô nói rằng ok. Đó. Thì các cô chú chị giống như cái loại này nó rất là dễ xài như vậy. Thì cái hộp kem dưỡng là 230.000 và cái serum là 210.000. Thì các cô chú chị mua 3 serum hoặc 3 kem dưỡng, hoặc 2 serum 1 kem dưỡng, hoặc 2 kem dưỡng 1 serum, tức là cứ 3 sản phẩm. Hoặc là mua cái bộ kem dưỡng và serum này cộng thêm mua cái hàng khác của cuội nữa, thì cuội xin được hỗ trợ tiền phí ship, tức là cứ khoảng 3 sản phẩm là cuội sẽ hỗ trợ miễn phí ship. Còn nếu như mua 2 thì nó cũng không có được bao nhiêu nên không có thể hỗ trợ phí ship được. Thì khoảng mua từ 3 sản phẩm, mua 2 cái sản phẩm này với 1 cái sản phẩm kem đánh răng hay là dầu nóng hay bất cứ cái gì khác, sữa tắm gì khác. Thì cậu tính là 3 sản phẩm thì cậu sẽ hỗ trợ miễn phí ship được nha. Thì các cô, các chị, các mẹ làm đẹp nhớ ủng hộ cho cậu cái này nha. Cái sản phẩm này, cái hiệu Sunwaso này rất là nổi tiếng và nó tồn tại cũng khoảng trên chục năm gì rồi đó. Thì mong các cô chú chị mua về trải nghiệm thử, rồi nếu thấy hay, thấy tốt, giới thiệu giúp cậu và mua ủng hộ cậu nha. Chào cô Giang Hoàng ạ. Kem dưỡng và serum dùng cho loại da nào vậy? Dạ, ở đây thì chị Vân Sâm cũng đã nói hôm trước là dù là da dầu hay da khô, da thường đều sử dụng được. Dạ. Nó đều sử dụng được. Da dầu, da khô, da thường đều sử dụng được. Chưa quậy gửi hàng cho cô chưa? Dạ, chưa. Cô Nguyễn Hạnh Kim Ngân thì không biết là cái nick Zalo mua hàng tên là gì, để quậy kiểm tra lại coi ạ. Cô Nguyễn Hạnh Kim Ngân thì chắc có lẽ là hồi trước dặn mua cái hàng gì đó. Chứ còn hiện tại gọi không có thấy, hôm qua nay không có thấy nhắn tin mua hàng ạ. Chắc có lẽ hôm trước cô dặn gửi hàng gì. Cô Nguyễn Hạnh Kim Ngân tí nữa vui lòng nhắn lại giúp gọi với ạ.
cái nick ở trên YouTube các cô một cái tên, rồi cái nick ở trong Zalo một cái tên, nên rất là khó để nhớ và kiểm tra luôn. Chú Quậy gửi cho cô chưa? Nhớ gửi đầy đủ nhé, không ta chém. Dạ, alo ạ. Này này cô Nhân hả? Cái kia này cô tưởng là Nguyễn Hạnh Kim Ngân. Này là Nhân. Dạ. 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 Dạ hai cốm với cái gì đó mấy có ghi rồi mà. Hai cốm. Dạ. Có. Cho coi cái sổ. Tí nữa cháu kiểm tra lại. Dạ. Chắc chưa gửi ra. Dạ, tí nữa cháu lên đơn cháu gửi cô. Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng ạ. Vâng. Dạ. Ngoài đây không mơ bị tôi với Spartan mà không? Dạ. Nó gọi, cho đây là cô hỏi thử cho cô ấy chưa. Dạ vâng. Rồi, tí cháu gửi nhé. Cái nick đó là nick Nguyễn Hoàng Kim Ngân rồi. Dạ. Tên cô cháu á. Dạ. Nick Zalo là cô. Dạ vâng. Cô kêu nó đổi mà nó bắn quá, nó không đổi được. Cô tự đổi cũng được mà. Dạ vâng. Dạ vâng. Bây giờ mà không gửi là ta chém. Cái câu này vui ạ. Các cô chú anh chị mua hàng cho Quậy nha, không mua là Quậy cũng không dám chém các cô chú anh chị bỏ. Bây giờ các cô chú anh chị khách hàng là thượng đế mới có quyền chém, còn Quậy không dám nói cái câu đó được. Cái câu này các cô chú anh chị nói giống như cô Điện Tiên nói, chú Quậy gửi cho cô chưa, nhớ gửi đầy đủ nhé, không ta chém. Tự nhiên nghe cái câu không ta chém là nhớ. Và các cô chú chị từ nay mua hàng nhớ nhắc thêm cái câu không ta chém nữa cho Quậy à, dễ nhớ nha. Cái câu này thấy hay ạ. Chào cô Phương Lê ạ. Chào cô Nam Hải Trần. Ồ, rồi thì cái sản phẩm tiếp theo mà đang trong cái chương trình được quà tặng khuyến mãi thì đây ạ. Ở đây là cái sản phẩm mà đang trong chương trình được quà tặng khuyến mãi là cái hộp xâm nước này. Khi mà mua một cái hộp xâm nước này thì sẽ được tặng một cái bịch xâm lát tẩm mật ong. Dạ. Khi mà mua một cái hộp xâm nước thì sẽ được tặng một cái túi xâm lát tẩm mật ong này. Dạ. Thì cái hộp xâm nước này nó có công dụng là phục hồi sức khỏe sau mệt mỏi ốm này, rồi nó cải thiện trí nhớ, rồi nó cũng làm cho mình khỏe người rất là nhiều, nó đỡ mệt mỏi khỏe người rất là nhiều. Thì cái xâm nước này nó giống như cái độ xâm của nó khá có nhiều xâm đó, nên uống nó rất là nhanh có tác dụng. Thì khoảng tầm 10 phút thôi là cái cơ thể mình sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi rồi.
Thì cái sâm nước này giống như cái độ sâm của nó cũng khá nhiều. Thì các cô chú anh chị mua về, nếu như mình là người lần đầu tiên mình sử dụng sâm này kia đó, thì các cô chú anh chị cứ uống ít ít trước, giống như là mình thử trước nè. Chứ đừng có uống hẳn một gói luôn, có thể uống nửa gói thôi, rồi bắt đầu mình thấy nó bình thường thì uống một gói. Thì nó có hơi một chút cái vị chua chua, ngọt ngọt, đắng đắng, rồi thậm chí có chút cái mùi của thuốc bắc một chút. Thì cũng rất là dễ uống thôi ạ. Cứ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh thì lại càng dễ uống. Thì một cái hộp sâm nước này nó có 30 gói như thế này ạ. Ở bên trong nó có 6 cái hộp nhỏ và có 30 cái gói sâm. 30 gói này thì mỗi ngày uống một gói, nhưng mà cũng không phải là ngày nào cũng uống. Các cô chú chị có thể uống cách ngày, hoặc là thưa thưa lâu lâu uống một gói cũng được. Dạ. Chứ không phải là 30 ngày uống trong 30 gói. Không phải. Mình có thể uống thưa ra. Vì cái sâm này nó cũng rất là nhiều sâm, rồi nó rất là tốt rồi. Thì một cái hộp sâm này sẽ được tặng một cái túi sâm lát tẩm mật ong này, để các cô chú anh chị cứ lấy ra một lát ăn. Thì cái sâm này uống cũng rất là khỏe người. Và đặc biệt là những cô chú anh chị lớn tuổi hay mất trí nhớ, giảm trí nhớ, thì uống cái này nó cũng tốt cho trí nhớ của mình. Thì đang có chương trình khuyến mãi như vậy. Các cô chú anh chị có nhu cầu sử dụng sâm, các cô chú anh chị mua ủng hộ cho Quệ nha. Cái sâm này uống cũng rất là khỏe. Thì nếu như những ai mà lần đầu tiên dùng sâm á, bất cứ cái loại nào, bất cứ cái loại nào, khi các cô chú chị lần đầu tiên dùng sâm, ngay cả kẹo sâm cũng vậy, thì các cô chú chị cũng chỉ lần đầu tiên thì mình sẽ dùng từ từ, ít ít, để mình coi cái cơ thể mình nó phản ứng từ từ, nó cảm nhận sâm từ từ cho nó quen đó, rồi mình mới dùng theo đúng cái liều lượng. Đó là về sâm. Vì chưa bao giờ mình dùng về sâm thì nó sẽ khác với người mà đã dùng sâm quen rồi. Rồi cái sản phẩm tiếp theo, cái sản phẩm tiếp theo mà cũng đang còn trong cái chương trình khuyến mãi, đó chính là nước cốt nhào và cốm nhào ạ. Thì đối với những cô chú chị bị đau nhức xương khớp, tê bì tay, thì uống cái nước cốt nhào và cốm nhào thì nó sẽ có cái công dụng hỗ trợ về đau nhức xương khớp, tê bì tay chân và hoa mắt chóng mặt. Thì đang trong cái chương trình được quà tặng khuyến mãi ạ. Mua 2 chai nước nhào sẽ được tặng một cái củ sâm tẩm mật ong. Mua 2 chai nước nhào sẽ được tặng một cái củ sâm tẩm mật ong này. Cái củ sâm này các cô chú cứ về rồi cắt đốt ngón tay. Cắt đốt ngón tay rồi mình nhai rồi mình ăn thôi ạ. Nó đã được tẩm mật ong rồi, nó mềm mềm giống như mứt. Đó. Và cái sâm tẩm mật ong thì nó cũng công dụng làm cho khỏe người này kia. Thì người ta hay mua sâm tươi về người ta ngâm với mật ong. Cái này nó làm sẵn rồi thì mình chỉ cần ăn thôi, cắt khoảng đốt ngón tay rồi mình ăn thôi. Thì nước cốt nhào này hiện tại Quậy vẫn bán cũng khá được nhiều các cô chú chị giới thiệu cho những người khác. Cái điều mà được giới thiệu như thế này rất là vui luôn. Cứ được các cô sử dụng khỏe rồi giới thiệu, cái điều đó mới là cái niềm vui rất là lớn. Khi bán hàng được người ta giới thiệu cho mình, phải tốt người ta mới giới thiệu. Và cứ lâu lâu thì lại được nghe những cái cuộc trò chuyện về khen cái nước nhào này. Và thì bên cạnh đó cũng không phải là ai cũng uống thì nó tốt hết, nó khỏe hết, nhanh hết. Nhưng mà thực sự là có những cái trường hợp cực kỳ nặng luôn mà cho cái kết quả tốt, thì cái điều đó là cái điều mà
Nói về cái công dụng của nước cốt nhào thì nó có công dụng, mình chỉ cần là làm sao đó mình hợp thôi và hấp thụ tốt thôi là rất là tuyệt vời. Cũng giống như ngay bản thân quậy cái chỗ đau sau lưng đó mà đúng là tới lúc này nó rất là ok luôn. Chỉ có lâu lâu dùng hớp một hớp thôi chứ cũng không có uống thường xuyên nữa. Nhưng mà cảm thấy đúng là thực sự là rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái của quậy thì nó bị nhẹ thôi. Còn các cô chú anh chị bị nặng thì cũng cầu chúc cho nó sẽ hợp thuốc để các cô chú anh chị chữa cho mình. Đó. Và đặc biệt là quậy có cái hộp sâm đạm này ạ. Cái hộp sâm đạm này thì cái công dụng của nó cũng rất là tốt như vậy, mà khá giá của nó khá là rẻ. 600 ngàn cái hộp sâm đạm 120 viên. Thì cái này nó bổ sung vitamin B2 và chất đạm cho cơ thể của mình. Nó giúp cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa những cái cảm cúm rồi mệt mỏi này kia. Cho nên rằng là đặc biệt là nó tăng cái sức bền, sức dẻo dai nữa. Khi mà cái ăn vận động viên bóng chuyền nó mua để nó sử dụng để trước khi chơi thể thao để cho nó tăng cái sức dẻo dai, sức bền. Còn gọi thấy mấy cô mấy chị mua về rồi phản hồi là uống thì thấy nó khỏe người, không có mệt, ăn được ngủ được, đặc biệt là da nó lại đẹp hồng hào nữa. Thì mỗi ngày uống một viên hoặc hai viên tùy theo cái cơ thể mình cảm nhận, giá là 600 nghìn ạ, 120 viên. Rồi quậy có kem đánh răng Hàn Quốc. Cái kem đánh răng này thì quậy bán cũng khá nhiều rồi, mọi người xài rất là thích. Nó cảm giác nó thoáng trong cái miệng của mình, cảm giác nó sạch, đánh nó cảm giác nó thích, nó sạch, nó không có bị nhớt 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 hay gì. Cảm giác nó rất là sạch răng. Thì có những cái hạt li ti của nó, và cái kem này cũng là một trong những cái dòng sản phẩm kem bán chạy nhất Hàn Quốc, nó đứng top đầu của các cơ chứ. Thì một lốc như vậy là 3 tip, 1, 2, 3. Và quậy gói lại thành một lốc như vậy, bán dễ cho các cô chú chị đỡ chi phí ship. Thì một lốc như vậy là 150 nghìn ạ. Các cô chú chị có thể mua lẻ từng tip, từng tip. Rồi đây là có cái chai dầu nóng Hàn Quốc. Thì cái dầu nóng Hàn Quốc cái chai dầu nóng Hàn Quốc này các cô chú anh chị mà bị nhức mỏi, đau nhức nhức mỏi vai chân tay gáy cổ này kia đó, thì thay vì dán những cái loại keo dán này kia thì quậy thấy cái dầu nóng Hàn Quốc này nó có cái công dụng rất là nhanh. Cứ bôi lên chỗ đau rồi là dùng cái ke lăn này lăn qua lăn lại, nó thẩm thấu rất là nhanh và rất là dễ chịu. Cái dầu nóng Hàn Quốc này xuất xứ từ Hàn Quốc luôn nên đặc biệt là cái chất lượng nó rất là ok. Gọi thấy các cô nhức mỏi này kia cũng khen, đánh giá rất là tốt cái chai dầu nóng này, 100 ngàn một chai ạ. Rồi đây quậy có kẹo sâm. Thì cái kẹo sâm này đây là một túi 1 kg, giá là 320 nghìn ạ. Túi kẹo này là 320 nghìn, nó có khoảng 160 viên, giá 320 nghìn. Các cô chú chị có thể mua nửa ký hoặc bao nhiêu lạng nó tùy. Thì mua về để ngậm một ngày một viên, hai viên hoặc ba viên tùy cái cơ thể mình cảm nhận. Thì uống ngậm cái kẹo này là nó sẽ tỉnh táo khỏe trong ngày. Có thấy mọi người cũng khen cái kẹo sâm này. Rồi đây có cái hộp An Cung, An Cung Ngưu Hoàng, hộp giấy 10 viên, giúp lưu thông máu huyết tốt, ngăn ngừa cái tình trạng bị tắc nghẽn mạch máu là cái nguyên nhân gây ra tai biến đột quỵ. Thì thường các cô hay mua về 15 ngày hoặc 1 tháng dùng một viên để giúp máu huyết nó lưu thông tốt, nó không bị tắc nghẽn. Nó bị tắc nghẽn là nó sẽ bị bục, bục ra là bị tai biến đột quỵ là không có cứu nổi. Thì đây là cái hộp An Cung Ngưu Hoàng 10 viên mà mọi người rất là biết nổi tiếng về cái công dụng của nó nên thường hay mua về
nửa tháng hoặc một tháng uống một viên để giống như giúp máu huyết lưu thông tốt, để giảm cái nguy cơ bị tắc nghẽn mạch máu, để tránh đột quỵ. Thì cái hộp ăn cung giấy này 10 viên giá là 1,6 triệu ạ. Các cô chú chị cứ mua về để trong nhà lâu lâu uống một viên. Rồi quậy có cái hộp thuốc gút Hoàn Vương này. Thì đây là cái sản phẩm mà hỗ trợ để điều trị bật gút và hỗ trợ điều trị viêm thấp khớp. Thì một hộp này nó có 240 viên, một ngày uống khoảng 10 viên, sáng 5 viên, chiều 5 viên. Đây không phải là thuốc mà là thuần từ thảo dược tự nhiên 100%. Giá của nó là 400.000 ạ. Thì đặc biệt đối với những ai mà bị gút nhẹ, phát hiện sớm thì càng nhanh khỏi. Các cô chú chị thấy ai mà mới bị gút, các cô chú chị giới thiệu giúp cho quậy họ biết tới cái sản phẩm này. Đừng để nặng quá rồi nó biến chứng nổi cục cục, vôi đá, không có xẹp được mà đi đứng cũng không được. Lúc đó rất là khó chữa. Dạ vâng, đây thì là hộp thuốc gút 240 viên, giá là 400.000 ạ. Rồi quậy có, đây là cái tiếp sâm, hộp sâm tiếp dành cho trẻ em. Có cái công dụng là phát triển chiều cao cũng như là trí thông minh cho các bé. Thì cái này khoảng tầm từ 5-7 tuổi trở lên là dùng được. Và giá của nó là 395.000, có 30 tiếp. Nó có 30 tiếp giống như thế này. Cứ mỗi ngày ăn một tiếp như thế này thôi. Nó giống như thạch rau câu, rất là dễ ăn. Thì nó kết hợp từ rau củ quả và hồng sâm dành cho trẻ em. Cũng rất là nhiều cô mua cái này rồi cho các bé, các cháu ăn và nó cũng rất là thích ăn. Vì nó cũng dễ ăn thôi ạ. Và đặc biệt cái chia sẻ của một cô hôm trước có ghé nhà chị Vân Sâm mua mà quậy gặp, nói rằng là từ ngày mà ăn cái này thì nó không thấy nó bị ốm vặt nữa và nó ăn nó khỏe. Đó, thì đây là cái hộp sâm tiếp dành cho trẻ em ạ. Rồi đây thì quậy có sữa tắm Hàn Quốc. Cái sữa tắm Hàn Quốc này thì 160.000 một chai. Nó thơm, dịu, nhẹ và mịn da, đặc biệt là mịn da. Anh thấy cô chú chị nào cũng nói nó rất là mịn da. Thơm thì cái mùi thơm dịu nhẹ của lúa mạch rất là dễ chịu. Giá là 160.000 ạ. Các cô chú chị chưa có cái sữa tắm nào phù hợp, nhớ ủng hộ cho quậy nha. Thì đằng trước đó là số điện thoại 0813350765, số điện thoại của quậy ạ. Cảm ơn chú quậy chị nhận được hàng rồi. Dạ cảm ơn chị Hồng Than chào cô Thư Nguyễn ạ. Sợ quả trắm ơi. Không hâm dọa đâu. Nói ta chém là chém. Dạ vâng, còn đây là cái tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc ạ. Thì cái tinh dầu thông đỏ này nó hỗ trợ về điều hòa huyết áp, tim mạch, ngăn ngừa những cái tế bào ung thư hình thành. Rồi nó tăng hệ miễn dịch, ngăn ngừa cái cảm cúm vặt thông thường. Thì một cái hộp tinh dầu thông đỏ lớn này nó có 5 cái hộp tinh dầu thông đỏ nhỏ ở bên trong ạ. Có 5 hộp nhỏ như thế này. Dạ. Có 5 hộp nhỏ như thế này. Và giá của mỗi hộp nhỏ thì mình chia ra, cái hộp lớn là 1,8 triệu một hộp. Thì có thể chia ra những hộp nhỏ 5, thì mỗi hộp là 360.000 ạ. Các cô chú chị có thể mua 1, 2, 3 hộp nhỏ gì đó về dùng để cảm nhận trước. Nếu phù hợp thì mình mua thêm 1, 2 hộp nhỏ nữa cho nó đủ. Một bộ của nó là 5 hộp nhỏ. Vì người ta khuyên
cái liệu trình uống cái tinh dầu thông đỏ này là cứ uống hết một hộp rồi ngưng khoảng thời gian cả năm sau mới sử dụng lại. Đó. Thì cái tinh dầu thông đỏ này không phải uống quanh năm mà chỉ uống hết một hộp lớn này rồi ngưng. Thì giá của nó là 1,8 triệu, có 120 viên. 120 viên mỗi ngày, uống 1 viên hoặc 2 viên tùy cảm nhận của cơ thể. Rồi quậy có cái nấm linh chi Hàn Quốc. À, đây là nấm linh chi Hàn Quốc. Thì các cô chú chị mua về rồi sắt lát mỏng, nấu với nước uống hàng ngày để nó giải độc cho cơ thể, rồi cũng cân bằng huyết áp, điều hòa huyết áp, tim mạch, cũng ngăn ngừa những tế bào ung thư, và cũng ngủ, ăn ngủ rất là ngon, rồi da dẻ cũng đẹp nữa. Thì đây là cái nấm linh chi Hàn Quốc, giá một cái hộp này là 1 ký, 1,5 triệu ạ. Các cô chú thì có thể mua nửa ký, mua nửa hộp này về để sử dụng. Rồi thì còn có sữa ốc chó Hàn Quốc ạ. Dạ đây là sữa bịch và sữa hộp. Thì sữa bịch, một thùng của nó 20 bịch. Một bịch nó là 195ml. Giá của một thùng là 270.000. Còn sữa hộp thì một thùng của nó có 24 hộp. Một hộp là 190ml. Giá của một thùng sữa hộp có 24 hộp là 300.000 ạ. Thì các cô chú chị mà mua sữa ốc chó để cho con em nó uống, phát triển chiều cao, trí thông minh, và cho cả gia đình mình uống, thì các cô chú chị ủng hộ giúp quậy nha. Cái này nó hợp với mọi độ tuổi ạ, vì nó có rất nhiều những cái loại hạt phù hợp cho người già nữa. Rồi bên cạnh đó thì quậy cũng có bán yến nha các cô chú chị. Quậy có bán yến, các cô chú anh chị có nhu cầu sử dụng yến, các cô chú anh chị mua ủng hộ cho quậy nha. Cái nguồn yến thì quậy lấy từ chỗ chị Hương Biển, cũng được các cô mua rất là nhiều rồi, đảm bảo nguồn gốc chất lượng. Thì quậy có bán yến, các cô chú anh chị mua ủng hộ cho quậy. Đây là những cái túi yến nằm trong cái set này, là 10 cái túi yến như thế này. Mua về các cô chú anh chị thấy có táo đỏ, có đường, rồi có hạt chia. Và bên trong nó có hai cái hũ, cái hai cái hũ này để các cô chú chị bỏ vào, các cô chú chị chưng, các cô chú chị chưng lên rồi sử dụng. Thì cái cách chưng rất là dễ, các cô chú chị cứ mua rồi quậy hướng dẫn. Ngoài ra còn các loại yến tinh chế khác, cái loại 25g, loại 50g, loại 100g, rồi có yến rút lông khô rất là đặc biệt, rồi có yến vụn. Thì yến mà 25g giá là 1 triệu, rồi yến 50g thì giá là 1,9 triệu, rồi yến 100g thì là 3,8 triệu, yến vụn thì là 2,8 triệu, rồi yến đặc biệt rút lông khô không có ngâm qua nước là giá 5 triệu. Thì các cô chú chị có nhu cầu sử dụng yến, các cô chú chị ủng hộ cho quậy nha. Quậy xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, thì còn về trà là thì quậy còn có ít hộp nữa là cũng hết trà là, và quậy cũng sẽ không có lấy thêm trà là bán trong ngày thường nữa, vì sau Tết các cô chú chị ăn trà là ít hơn, trước Tết rất là nhiều, nên còn có ít hộp nữa các cô chú chị có thể mua ủng hộ quậy nha. Quậy bán để cho nó hết luôn rồi, tìm cái nguồn hàng khác để giới thiệu để bán cho các cô chú anh chị. Thì có trà là cam và trà là đen, cũng còn ít hộp nữa là hết rồi. Cũng mong các cô chú anh chị yêu thương mua ủng hộ cho nó hết hàng trà là giúp quậy, để quậy tìm cái mặt hàng khác quậy bán. Thì trước Tết các cô mua trà là rất là nhiều luôn, nhưng mà sau Tết thì giống như ăn Tết xong rồi các cô chú anh chị ít ăn trà là, thì các cô chú anh chị còn ít hộp ủng hộ cho quậy nha, khi mà mua hàng gì đó kèm theo ủng hộ giúp quậy với.
còn ít hộp nữa thì các cô chú anh chị cố gắng ủng hộ cô ấy nha. Còn chả là đen hoặc chả là cam. Rồi ở đây có sâm lát tẩm mật ong nữa. Còn hộp sâm lát tẩm mật ong quậy chưa giới thiệu nữa. Thì đây là cái hộp sâm lát tẩm mật ong. Cái hộp này thì giá là 1 triệu một hộp. Và nó có 10 cái hộp nhỏ ở bên trong. Dạ, nó có 10 cái hộp nhỏ ở bên trong như thế này ạ. Và bên trong thì nó có một cái túi sâm lát tẩm mật ong như vậy. Nó có khoảng 10 lát. Nó có khoảng 10 lát như vậy dạ đó. Thì cứ mỗi ngày ăn 1 lát hoặc 2 lát hoặc 3 lát tùy cảm nhận cơ thể. Cái này thì quậy cứ ăn giống như lâu lâu mệt này ăn cho nó khỏe. Cái này nó giống như mứt ăn rất là dễ ăn. Thì có lẽ sâm, nói về sâm thì chắc có lẽ cái sâm lát tẩm mật ong là cái loại mà ăn nó dễ ăn nhất mà nó ngon nhất vì nó giống như mứt vậy. Thì một hộp lớn nó có 10 cái hộp nhỏ như thế này nhỉ? Giá là 1 triệu. Các cô chú anh chị mua sâm lát về cứ hàng ngày ăn 1 lát hoặc 2 lát gì đó, các cô chú anh chị sẽ cảm nhận được cái sức khỏe của mình nó thay đổi. Thì ngày hôm nay có một số những cái sản phẩm mặt hàng mà quậy giới thiệu với các cô chú anh chị, rất mong được các cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho quậy thật nhiều ạ. Vâng, thì cảm ơn các cô chú anh chị đã ngồi lại trò chuyện với quậy và xem quậy giới thiệu sản phẩm. Cảm ơn các cô chú anh chị. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị ở những cái chia sẻ tiếp theo. Quậy xin phép quậy xuống like ạ. Xin chào và tạm biệt các cô, các chú anh chị.